Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1681, tôi đang nằm mơ sao? Nhưng mà, trưởng lão Lôi Hạ vừa dứt lời, trên lôi đài lại truyền ra âm thanh quỷ dị của tiếng dao bén cắt vào da thịt. Chỉ thấy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, thần sắc thờ ơ lãnh đạm. Con dao găm trong tay, trong nháy mắt xẹt qua nơi cổ của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên mặt đầy kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, hai tay theo bản năng gắt gao ôm lấy cổ của mình, thối lui về phía sau. Máu tươi từ đầu ngón tay của Mạnh Thiên tràn ra, trong thời gian ngắn, cũng đã nhuộm mặt sân thi đấu thành màu đỏ tươi. Mạnh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tựa như muốn nói gì, nhưng vừa định lên tiếng, liền có máu tươi từ trong miệng trào ra. Thú vị không? Diệp Oản Oản cười hứng hờ, mặc cho dòng máu theo lưỡi dao phun trên mặt đất, cười khanh khách nhìn về phía Mạnh Thiên. Thân thể Mạnh Thiên khẽ co giật, bất quá chỉ trong chốc lát, oạch một tiếng, cả người ngã xuống trên lôi đài, ngửa mặt lên trời, thân thể co quắp. Một giây sau đó, hắn đã hoàn toàn mất đi động tĩnh, khí tuyệt bỏ mình. A, à, tình cảnh này, khiến cho Mạnh Khả ở bên cạnh hoàn toàn hoảng hồn, thần sắc nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong nháy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Dường như đang hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm nào đó. Tôi, con bà nó. Lý Tân trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm hết thảy những gì phát sinh trên lôi đài. Nhìn Diệp Oản Oản như bị ma nhập, Lý Tân lâm vào trạng thái thất thần. Mấy vị lính đánh thuê cấp D ở chung phòng túc xá với Diệp Oản Oản, cũng như là gặp ma. Chuyện này làm sao có thể? Thực lực của Mạnh Thiên kia, còn phải cao hơn Mạnh Khả một cấp độ. Bây giờ là vấn đề cấp độ ai cao hơn ai sao? Con mẹ nó, Diệp Oản Oản giết người. Giết người, Diệp Oản Oản đã giết chết Mạnh Thiên rồi. Chửi thề một tiếng, Diệp Oản Oản là biến thái sao? Lại có thể mạnh tới mức này? Sao cô ấy mới chỉ là lính đánh thuê cấp D? Đánh rắm, bây giờ ai mạnh hơn là vấn đề sao? Đánh rắm gì, vốn chính là Diệp Oản Oản quá mạnh mẽ đi, quá con mẹ nó mạnh. Một đánh hai, một người trọng thương. Một người bị đánh chết. Trọng điểm là, Diệp Oản Oản giết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khu khách quý, Tu La chủ liếc nhìn gã Mạnh Thiên trên lôi đài bị Diệp Oản Oản dùng dao găm cắt đứt hiết hầu. Trong mắt anh hoàn toàn lạnh giá, không có chút vẻ mảy may thương hại, chấn định như thường, mỗi lần nữa lại ngồi xuống. Khương Viêm lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Thiên và Mạnh Khả. Vốn cho là hai tên đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ này. Có lẽ còn có thể dạy dỗ Diệp Oản Oản một trận. Chưa từng nghĩ, hai phế vật kia, quả thật là để cho không sợ minh chủ nhét kẽ răng cũng không đủ. Uổng phí hắn mỏi mắt chờ mong. Cung lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản trên lôi đài, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên và hưng phấn không thể nói rõ được. Con bà nó, tôi đang nằm mơ sao? Nhị sư huynh Kiến Hổ đã được sơ cứu và quay về khu khách quý, trên cánh tay quấn một lớp băng gạc trắng như tuyết, mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Sư phụ lại có thể thu nhận được một siêu cấp quái vật như vậy. Nụ cười nơi khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm chưa bao giờ biến mất, nhấp một ngụm trà, cứ như thể chưa hề có chuyện gì phát sinh qua. Hỗn trướng, trong tỉ thí tàn sát đồng môn, người hôm nay chán sống. Bỗng nhiên, trưởng lão Lôi Hạ nhảy dựng lên một cái, khí thế kinh người. Ngươi có thể thử xem. Một giây kế tiếp, cung trưởng lão trong nháy mắt đứng dậy, hai người lườm nhau, trong mắt như có từng tia sét khét lẹt. Giờ phút này, một đám cao tầng quan chiến, đồng loạt hướng về trưởng lão Lôi Hạ lắc đầu một cái. Ở trong những tình huống như thế này, Diệp Oản Oản đã tạo thành sai lầm lớn. Nhưng dù vậy, cũng là do chấp pháp đội và trọng tài định tội. Lôi Hạ thân là trưởng lão, lại là sư phụ của Mạnh Thiên và Mạnh Khả, để tránh điều tiếng, không thể tự mình động thủ. Mắt thấy trưởng lão Lôi Hạ lui về, cung lão lúc này mới ngồi xuống. Chương 1682, chọc loại biến thái này. Càn rỡ. Lập tức, trọng tài nhảy lên một cái, nhanh chóng tiến lôi đài, chỉ vào Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên, quy tắc tỉ thí rõ ràng đã sớm thông báo cho ngươi, đến điểm thì ngừng. Ngươi sát hại đồng môn, còn không mau thúc thủ chịu trói. Diệp Oản Oản nhìn về phía trọng tài, chân mày không khỏi hơi hơi nhướn lên, này, con hàng vừa già vừa xấu kia, ngươi nói ai đó. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy. Trọng tài hơi sững sờ. Nữ nhân này, nói mình xấu xí, còn già nữa. Là ai cho cô ta dũng khí? Trước khi nói người khác xấu xí, có thể trước tiên ngắm lại mình trong gương được không? Càn rỡ, trọng tài quát to một tiếng,
lao lên định bắt lấy Diệp Oản Oản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản nhấc chân phải lên, như giao long xuất hải, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, cùng với đó là tiếng xé gió. Đùng một tiếng, Diệp Oản Oản tung một cước đá vào, chỗ đó của trọng tài. Chợt, trọng tài bị đá bay đi, rơi ra khỏi lôi đài. A, ngươi! Trọng tài hai tay che lấy hạ bộ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tràn ra. Nữ nhân này, cũng quá mức ác độc rồi. Chính bởi vì đánh người không đánh mặt, đá người không đá. Tiểu Phượng Phượng! Xí, thật là quá yếu rồi. Một tên khá khá một chút cũng không có, phì. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đảo mắt qua toàn trường một vòng, có thể để vài người mạnh mạnh một chút ra sân được không? Chợt, Diệp Oản Oản nhìn về phía hàng ghế ngồi dành cho Thập Cường, bỗng nhiên cười nói, các ngươi. Xuống đây. Nghe tiếng, mấy vị tuyển thủ trong top 10 chố mắt nhìn nhau, nhưng lại không có một ai dám động đậy. Khu khách quý, nhị sư huynh Kiến Hổ nhìn về phía cung lão, vội vàng mở miệng nói, sư phụ, sư muội có phải là điên rồi hay không? Thấy ai cũng đánh, có khi nào lát nữa cô ấy giết đã tay rồi, lại đánh luôn cả chúng ta. Nghe vậy, cung lão cũng không hề đáp lại câu nào, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, Diệp Oản Oản đã say mềm rồi. Nhưng sau khi say mềm, lại gây ra đại họa, chính mình đã sớm cảnh báo với nó rồi, thân là lính đánh thuê, không nên uống rượu sẽ hỏng việc. Nhưng cô nàng nữ đệ tử này của mình có nghe chút nào đâu, lại còn kè kè dắt theo hồ lô rượu bên người nữa. Phía dưới lôi đài, Trương Đạt và Trương Tác Niên hai người, hai mắt nhìn nhau một cái, tim bỗng nhiên đập nhanh gấp nhiều lần. Nhất là Trương Tác Niên, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Diệp Oản Oản lại thực sự là một con quái vật khủng bố như vậy. Loại cường giả cấp S như Mạnh Khả, bị Diệp Oản Oản đánh trọng thương không nói, nhưng ngay cả Mạnh Thiên, nữ nhân kia nói giết liền giết, không hề lưu tình chút nào. Ban đầu, chính mình lại có thể trêu chọc loại biến thái này. Cũng còn may, hắn chẳng qua chỉ là một gã học viên lính đánh thuê cấp C. Diệp Oản Oản có khả năng là do coi thường hắn, nếu không, e rằng giờ này hắn đã lên tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này không được chọc vào cô ta. Nếu như trêu chọc, đừng làm liên lụy đến ta. Trương Đạt nhìn về phía Trương Tác Niên, hung tợn răn đe. Ha, cô ta còn có cơ hội không? Cô ta giết Mạnh Thiên đấy. Trương Đạt cười lạnh nói. Huống chi, coi như Diệp Oản Oản mạnh mẽ hay là biến thái thì đã sao? Hắn có tử thần sư huynh và rất nhiều lính đánh thuê cấp S cộng bảo kê, thậm chí còn có quan hệ không tệ với vô số lính đánh thuê cấp S. Loại lính đánh thuê cấp S như Mạnh Thiên này, đừng nói là cấp S cộng, coi như gặp phải cấp S đứng hàng đầu, Mạnh Thiên ngay cả tư cách sách giày cho người ta cũng không xứng. Coi như Diệp Oản Oản bất tử, chờ đại đệ tử của trưởng lão lôi hạ trở lại, cũng sẽ không tha cho cô ta. Phải biết, đại đệ tử của trưởng lão lôi hạ, đã sớm đạt tới trình độ của lính đánh thuê cấp SS. Khu khách quý, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản trên lôi đài. Diệp Oản Oản, Nhiếp Linh Lung lẩm bẩm trong miệng, chợt trên khuôn mặt hiện ra nụ cười đầy khinh thường. Xem ra, sau khi uống rượu vào, giá trị vũ lực của Nhiếp Vô Ưu có thể được khôi phục. Chương 1683, mỹ nhân có chút quen mắt. Linh Lung, giết ả ta, trưởng lão lôi hạ nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung lại lắc đầu một cái, mạng của cô ta, tôi không có hứng thú. Nữ nhân này, nàng còn phải giữ lại cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Lôi hạ sau khi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh. Tu La Chủ. Lôi hạ và Tu La Chủ cũng có chút lui tới trên phương diện làm ăn. Bởi vì tầng quan hệ này, cũng coi như là có một ít giao tình. Hôm nay, chính mình để tránh điều tiếng, cũng không tiện tự mình ra tay với Diệp Oản Oản, nhưng Tu La Chủ lại có thể. Nói. Nam nhân lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Tu La Chủ, giúp lão phu một chuyện, đem nữ nhân kia giết chết. Đối với Tu La Chủ mà nói, chỉ tính là một cái nhấc tay. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản đột nhiên liếc xéo qua, trong lúc vô tình đảo đến khu khách quý. Ánh mắt nàng dán lên người đàn ông lạnh như băng ngồi bên cạnh lôi hạ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chàng trai, thần sắc Diệp Oản Oản đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt cũng không muốn rời đi. Mỹ nhân. Một giây kế tiếp, thiếu nữ nhanh như cắt, vèo, một cái nhảy xuống đài, đến thẳng khu khách quý ở trước mặt. Trưởng lão lôi hạ giờ phút này đang nói chuyện với Tu La Chủ,
đột nhiên phát hiện một bóng người nhảy đến trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút. Thấy người tới là Diệp Oản Oản, trưởng lão Lôi Hạ nhất thời lạnh run cả người, Diệp đồng học, ngươi có chuyện gì? Mà bên cạnh Lôi Hạ, Tu La chủ nhìn thấy cô gái đang đi hướng về thẳng phía mình, nơi đáy mắt như đầm băng nổi lên một gợn sóng tâm tình không dễ gì phát giác được. Một bên, ngón tay đang bưng ly trà của Kỳ Tu Nhiễm khựng lại một chút, còn người đầy ôn nhu nhìn về phía thiếu nữ. Diệp Oản Oản vào lúc này, đã như hận không thể dùng keo dán chặt người mình vào người chàng trai mặc Âu phục cổ theo phong cách cấm dục này rồi, căn bản cũng không hề để ý gì đến Lôi Hạ đang trách mắng mình. Nàng nhanh chóng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh chàng trai. Lúc này ánh mắt của chàng trai cũng không rời khỏi người nàng nửa khắc. Nam nhân rõ ràng ăn mặc như một vị quý tộc Đức thời Trung Cổ đầy lạnh lùng, quanh thân cũng luôn tản ra khí tức lạnh lẽo kiểu muốn sống chớ tới gần. Nhưng Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy, anh ta cứ như một khối nam châm lớn, muốn hút nàng tới gần anh. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn tới nhìn lui, từ ống tay áo cho đến ngực áo của chàng trai, lại tới chiếc cúc áo thứ nhất nơi cổ, tiếp đó là phần cổ, rồi tới nơi yết hầu đầy hấp dẫn. Và rồi là gương mặt điển trai điên đảo chúng sinh kia. Coi như là thợ điêu khắc đỉnh cấp nhất thế giới cũng không cách nào tạo ra được một kiệt tác hoàn mỹ như vậy. Đỉnh lông mày không giận tự uy, sóng mũi cao, đôi môi đầy tính xâm lược mà hấp dẫn, nhất là đôi mắt kia. Sự lạnh giá thần thánh, giống như mây mù phủ quanh đỉnh núi tuyết sau cơn mưa, không thể xâm phạm, lại càng làm cho nàng muốn chấm mút một phen. Diệp Oản Oản dưới ảnh hưởng của rượu cồn lúc này đã mơ mơ màng màng, giờ phút này trong mắt đã chỉ còn lại gương mặt này thôi. Thấy Diệp Oản Oản không nhìn mình, biểu cảm của Lôi Hạ đã kém hơn rồi, một lần nữa mở miệng nói, càn rỡ, Diệp Oản Oản đồng học, người muốn làm cái gì? Ả học viên to gan lớn mật này, chẳng qua chỉ là thắng mấy cuộc tranh tài, ỷ có họ cung kia chống lưng, liền dám không để hắn vào trong mắt rồi sao? Diệp Oản Oản giống như đuổi ruồi hướng về phía Lôi Hạ xua xua tay, ngay sau đó kịch, một tiếng, trực tiếp chống tay lên mặt bàn của người đàn ông đã khiến nàng cảm thấy thất điên bát đảo này. Cùi trỏ của cô gái chống trên mặt bàn tay nâng cầm lên, khóe môi khẽ trúm chím, lộ ra một nụ cười tươi xinh như hoa đào trong gió đêm, mở miệng khẽ nói đầy dịu dàng, vị mỹ nhân này có chút quen mắt. Dám hỏi, chúng ta có phải là đã từng gặp qua ở nơi nào rồi hay không? Chương 1684, lại có thể gọi Tu La chủ là mỹ nhân. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, Tu La chủ, một bên, trưởng lão Lôi Hạ há miệng. Cung trưởng lão, Kỳ Tu Nhiễm, mọi người vây xem. Một bên là một ả nữ nhân xấu xí cay ánh mắt, và một bên là một người đàn ông đẹp như thiên thần. Đã xấu xí còn tự mình phong lưu, nâng cầm lên vô cùng tự tin bắt chuyện. Tất cả mọi người cơ hồ đều bị dọa sợ ngây người. Nhất là, khi cô ta dùng thủ đoạn cấp thấp đó để tiếp cận người đàn ông. Người đàn ông này chính là siêu cấp đại ma đầu làm cho người người sợ hãi, thậm chí nhìn thẳng cũng không dám nhìn. Sự chấn động này quả thật là... Trong khi mọi người ở đây vẫn còn đang đờ đẫn, Diệp Oản Oản hướng về phía nam nhân nháy mắt một cái, trở giọng cứ y như một gã giang hồ chuyên lừa tình thiếu nữ. Mỹ nhân à, kỹ thuật coi bói của tôi không tệ. Có muốn tôi coi cho anh một quẻ hay không? Đối diện, Tu La chủ nghe nói như vậy, hướng về thiếu nữ say khướt nhìn một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, không dễ gì phát giác ra. Mới vừa rồi khi Diệp Oản Oản đột nhiên chạy đến khu khách quý, ánh mắt của mọi người cũng đã tò mò nhìn sang rồi. Thấy trưởng lão Lôi Hạ trách mắng, còn tưởng rằng Diệp Oản Oản muốn gây sự với trưởng lão Lôi Hạ. Trong khi mọi người còn đang than thở Diệp Oản Oản to gan lớn mật, chuẩn bị xem kịch vui. Giờ phút này thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Mẹ nó! Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nữ nhân xấu xí này, đang trêu ghẹo Tu La chủ sao? Vạn vạn không ngờ tới. Nữ nhân này, nào chỉ là to gan lớn mật? Cô ta là ngại mạng dài sao? Không muốn sống nữa sao? Đệt, cái cô gái xấu xí này đang làm gì vậy? Chết chắc rồi, lại có thể gọi Tu La chủ là mỹ nhân. Mặc dù, dáng dấp vị đại nhân này quả thật là... Câm miệng lại, cô ả Diệp Oản Oản này là uống nhiều rồi làm bậy, cậu chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa sao? Dưới đài câm như hến, ngây người như phỗng, nhìn chằm chằm một màn bất thình lình nơi khu khách quý kia. Diệp Oản Oản thấy mỹ nhân đối diện không trả lời, bàn tay nhỏ đã vô cùng xấu xa nắm lấy bàn tay của chàng trai. T. Thấy Diệp Oản Oản lại có thể trực tiếp nắm tay,
ở đây đồng loạt vang lên tiếng hít một ngụm khí lạnh. Hai con người của Tu La chủ híp lại một cái, nhìn mình chằm chằm bàn tay bị thiếu nữ nắm lấy, cũng không hề rút ra, cũng không có dấu hiệu giận dữ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Người ngoài lại cảm thấy kinh hoàng bạt vía, đây hẳn chính là sự bình lặng cuối cùng trước cơn bão táp đấy. Dưới ánh mắt tất cả mọi người kinh sợ như bị sét đánh, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp của Tu La chủ vang lên, thật sao? Tính ra cái gì? Một bên, đáy mắt Kỳ Tu Nhiễm rũ xuống, dùng tay khều một lá trà ở trong ly. Diệp Oản Oản nghe vậy, sau khi bàn tay nhỏ mò mẫm sờ soạng một hồi chán chê, mới nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, tôi tính ra là trong số mệnh mỹ nhân anh, thiếu một thứ, chính là tôi. Sạc, khục khục khặc khục, dưới đài, đám người Lý Tân, Chu Đào, Chu Phú tất cả đều ho khan không dứt. Lý Tân thiếu chút nữa khặc ra phổi của mình, miệng nó. Thật con miệng nó không nhìn ra, Diệp Oản Oản đồng học không chỉ có thân thủ giỏi, mà lá gan cũng lớn đến vậy. Ngay cả Lý Hàm Phong cũng đều bị một màn này dọa sợ choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu sư muội sau khi uống rượu say sẽ đáng sợ như thế, nhất thời lo lắng không thôi. Làm sao bây giờ? Lần này có thể không xong rồi. Trêu ghẹo ai không được, hết lần này tới lần khác phải đi trêu ghẹo Tu La chủ. Lúc này, khán đài khách quý, cung trưởng lão rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi. Thấy tiểu đệ tử nhà mình lại có thể gây họa lớn như vậy, vội vàng đứng dậy tạ lỗi. Dù sao, Tu La chủ cũng là khách quý được các trưởng lão mời. Đứa nhỏ này uống say, không ý thức được hành vi, có nhiều chỗ đắc tội, xin Tu La chủ tha thứ. Chương 1685, còn tôi thì sao? Chuyện này tới đâu còn chưa biết được, nếu như Tu La chủ có thể nể mặt ông ta, vậy thì không sao. Cung trưởng lão đang đầy bao che mà giúp tiểu đồ đệ của mình cầu xin, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản vội mở miệng nói, ông không tin sao? Tôi nói thật đó nha, vị mỹ nhân này quả thật là nhìn rất quen mắt, hơn nữa trong số mệnh của anh ta đúng là thiếu. Nghịch đồ, còn không câm miệng lại cho ta. Cung trưởng lão giận đến mặt mũi đen sạm lại rồi. Cái con khỉ con này, không muốn sống nữa sao? Trưởng lão Lôi Hạ không nghĩ tới, con nhà đầu Diệp Oản Oản chết tiệt này lại có thể tự đi tìm chết, nhất thời nhìn có chút hả hê, lên tiếng, cung trưởng lão, người dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Lôi mỗ hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hôm nay nhà đầu này lại dám ở ngay trước mặt mọi người bất kính đối với Tu La chủ. Coi như là toàn bộ học viện lính đánh thuê cũng không giữ được mạng cho cô ta. Đừng nói chỉ là một cung trưởng lão. Nghĩ tới đây, tâm tình Lôi Hạ trở nên khoan khoái, nhất thời thừa cơ châm thêm dầu vào lửa, Tu La chủ, giáo có giáo quy, nhà đầu này cả gan làm loạn, hôm nay gây họa, tất cả lỗi lầm đều do cô ta tự mình gánh chịu, mặc cho ngài xử trí. Học viện lính đánh thuê xích diễm chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che. Cung trưởng lão nghe vậy nhất thời biến sắc, muốn mở miệng, lại không tìm được cách nào phản bác. Tai họa lớn như vậy, coi như là học viện cũng không đỡ giúp được. Tu La chủ đại nhân, tiểu đồ nhi không hiểu chuyện, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Xin ngài chớ so đo. Cung trưởng lão cũng không biết tại sao, lần đầu nhìn thấy tiểu nha đầu này, liền cảm thấy rất thân thiết. Mắt thấy cô bé gây ra đại họa khó giữ được tánh mạng, đột nhiên lại càng lo lắng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, vội vàng giúp nàng cầu tình. Nhưng mà, còn chưa kịp nói xong. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ của người đàn ông nào đó, nghe ấm áp như gió xuân. A, chỉ thấy, Kỳ Tu Nhiễm thả nắp chén trà trong tay xuống, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía cô gái. Lỗ tai Diệp Oản Oản khẽ nhúc nhích, bị tiếng cười đầy ôn nhu này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông vừa mới nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản rõ ràng trở nên ngẩn ngơ. Nhìn thấy tiểu nha đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngắm khuôn mặt của mình. Thần sắc Kỳ Tu Nhiễm không thay đổi, nhẹ nhàng cười nói, cô chỉ cảm thấy Tu La chủ nhìn quen mắt. Diệp Oản Oản còn đang ngẩn người. Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục mở miệng, còn tôi thì sao? Con người của Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên một cái, nhìn chằm chằm gương mặt ấm áp như thảo nguyên giữa trưa hè của chàng trai, theo bản năng gật đầu một cái, đúng. Đúng vậy, cũng nhìn quen mắt. Tu La chủ, trưởng lão Lôi Hạ, cung trưởng lão, biểu cảm của tất cả mọi người. Không một ai chú ý tới, sắc mặt Tu La chủ ở bên cạnh, cơ hồ là trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm xuống. Kỳ Tu Nhiễm chấp con ngươi, lần nữa cười tươi, trên mặt không có chút vẻ bị mạo phạm không vui nào, nhìn về phía Lôi Hạ mở miệng nói,
chẳng qua chỉ là học viên uống nhiều rồi thuận miệng đùa giỡn mấy câu, không cần coi là thật. Giọng nói của Kỳ Thu Nhiễm ung dung, nhưng trong ánh mắt lại là khí thế áp bách ra lệnh không chút nghi ngờ gì. Một bên, cung trưởng lão thấy Kỳ Hoàng tới giải vây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ông suýt chút nữa đã quên bẵng đi, đứa nhỏ này là do Kỳ Hoàng đề cử gia nhập, tự nhiên có chút giao tình cùng với Kỳ Hoàng. Thật may, Nhiếp Linh Lung mới vừa thờ ơ lạnh nhạt, thời điểm nhìn thấy Kỳ Thu Nhiễm tới giúp Diệp Oản Oản giải vây, ánh mắt khẽ biến. Kỳ Thu Nhiễm và nữ nhân này thân cận như thế, lại còn nhiều lần giúp cô ta giải vây, chẳng lẽ là đã biết thân phận của cô ta? Nhưng mà, không phải là Kỳ Thu Nhiễm chán ghét Nhiếp Vô Ưu, thậm chí không tiếc thoái hôn hay sao? Trưởng lão Lôi Hạ làm sao có thể bỏ qua, nhất thời nhìn về phía Tu La Chủ, hy vọng Tu La Chủ có thể ra mặt. Chương 1686, muốn thanh lý môn hộ. Tu La Chủ, chuyện lão phu vừa mới nói. Nam nhân lãnh đạm nhìn lướt qua Lôi Hạ, ngay sau đó ánh mắt rơi thẳng vào trên người thiếu nữ, Phong Khinh Vân đạm nói, thật sao? Đối với tôi chẳng qua chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Trưởng lão Lôi Hạ. Trưởng lão Lôi Hạ còn tưởng rằng là Tu La Chủ muốn làm khó làm dễ, ngờ đâu lại nghe được câu này, nhất thời bởi vì kinh ngạc mà ngẩn người ra đó. Câu này có ý gì? Tu La Chủ bị ả nha đầu xấu xí này làm nhục công khai, lại còn không có ý định làm khó dễ, thậm chí. Còn hỏi ra một câu hỏi không khỏi làm cho người ta nghĩ lung tung. Chẳng lẽ giữa hai người này thật sự có cái gì? Trưởng lão Lôi Hạ mới vừa nghĩ như vậy, ánh mắt liếc qua thấy được gương mặt xấu xí đến phát gớm kia của Diệp Oản Oản, vì vậy nhất thời đã bỏ đi cái ý niệm này. Diệp Oản Oản, kịch, một cái, xoay đầu lại, từ chỗ của Kỳ Tu Nhiễm quay về phía của Tu La Chủ, a. Dường như không chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Diệp Oản Oản chỉ vào Tu La Chủ nhìn hồi lâu, bỗng đột nhiên tỉnh ngộ, hi hi, mỹ nhân à. Anh không phải là bạn trai của em sao? Tu La Chủ, Kỳ Tu Nhiễm, trưởng lão Lôi Hạ, mọi người. Vào giờ phút này, gương mặt trưởng lão Lôi Hạ, cung trưởng lão, Lý Tân, Chu Đào, Chu Phù và toàn bộ thành viên học viện đều đầy vẻ thôi, xong, sẽ thê thảm lắm đây. Cô ta quả thật là máu mê trai ngập trời, thấy trai đẹp là không kiềm lòng được. Ngay cả Tu La Chủ và Kỳ Thu Nhiễm cũng dám trêu ghẹo. Nhưng tốt xấu gì cô cũng nên trước tiên ngắm lại mình trong gương đi đã chứ. Quả thật là xong rồi. Ánh mắt đều nhanh muốn mù rồi. Cung trưởng lão vào lúc này ngay cả câu xin lỗi cũng không có mặt mũi nói ra khỏi miệng. Quả thật là muốn tự mình thanh lý môn hộ. Cũng còn may, trước khi Diệp Oản Oản kịp nói ra lời nào đó còn đáng sợ hơn, Lý Hàm Phong bay nhào qua, một tay kéo tiểu sư muội nhà mình sang một bên. Tu La Chủ, Kỷ Hoàng, xin lỗi, tiểu sư muội uống say. Lý Hàm Phong vừa liên tục nói xin lỗi, vừa vội vàng kéo Diệp Oản Oản rời khỏi khu khách quý. Sau khi Lý Hàm Phong kéo Diệp Oản Oản khỏi khu khách quý, vốn là muốn để cho Diệp Oản Oản nghỉ ngơi chốc lát ở dưới đài. Nhưng ai ngờ đâu, Diệp Oản Oản lại lần nữa leo lên lôi đài. Thấy vậy, chân mày Lý Hàm Phong khẽ nhướng lên, cũng không tiện nói thêm cái gì. Trướng mắt, lăn. Nhìn thấy thi thể của Mạnh Thiên trên lôi đài, Diệp Oản Oản tung một cước đá văng ra khỏi khu vực thi đấu. Hành động của Diệp Oản Oản khiến cho không ít người kinh hô thành tiếng. Không bao lâu, đám người chấp pháp đội đã đi đến nơi này. Đối với chuyện Diệp Oản Oản ở trên tỷ thí luận bàn võ đạo muốn làm gì thì làm, trưởng lão của chấp pháp đội đã nghe qua. Hành vi của Diệp Oản Oản, tính chất cực kỳ tồi tệ, không cách nào bỏ qua. Chấp pháp trưởng lão, còn không mau đem xúc sinh này bắt lại. Nhìn thấy trưởng lão chấp pháp đội, Lôi Hạ lập tức đứng dậy, mở miệng ra lệnh. Nghe Lôi Hạ lên tiếng, trưởng lão chấp pháp đội liếc mắt nhìn Lôi Hạ một cái, chợt, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Bên chân của chấp pháp trưởng lão, là thi thể Mạnh Thiên còn chưa lạnh. Mạnh Khả đã sớm trốn xuống lôi đài, vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Chuyện gì đã xảy ra? Chấp pháp trưởng lão mở miệng hỏi. Tuy có nghe nói một chút, nhưng dù sao ông cũng không có mặt tại hiện trường. Cho nên, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chấp pháp trưởng lão cũng không nắm được rõ tình hình. Là như vậy. Lúc này, mấy vị lính đánh thuê cấp cao tiến lên, đem ngọn nguồn báo lại cho chấp pháp trưởng lão. Ta hiểu rồi, chấp pháp trưởng lão khẽ vuốt cằm, chợt khóe mắt đảo qua mấy vị thành viên chấp pháp đội, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng nói, bắt cô ta mang đi. Nghe lệnh, mấy vị thành viên chấp pháp đội gật đầu một cái, sau đó đi lên lôi đài,
thận trọng bao vây Diệp Oản Oản. Chương 1687, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Có thể tùy tiện đánh chết một lính đánh thuê cấp S như Mạnh Thiên, làm sao bọn họ có thể không cẩn thận ứng phó? Thấy vậy, Diệp Oản Oản liếc nhìn mấy người chấp pháp đội vừa đi lên lôi đài, toàn một lũ dậy thì thất bại, làm bẩn ánh mắt của ta, cút xuống cho ta. Dậy thì thất bại, còn làm bẩn ánh mắt của cô ta. Mấy vị thành viên chấp pháp đội trố mắt nhìn nhau, bọn họ làm sao lại là một lũ dậy thì thất bại cơ chứ? Gì thì gì, cũng phải đẹp hơn cô ta một chút, có được không? Rốt cục là ai dậy thì thất bại, ai làm bẩn mắt ai chứ? Diệp Oản Oản, ta khuyên ngươi mau lập tức thúc thủ chịu trói, không nên chống cự vô ích. Một vị thành viên chấp pháp đội trong đám, chỉ vào Diệp Oản Oản, nghiêm nghị quát lên. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản dùng khóe mắt lườm hắn ta một cái đầy chán ghét, cút đi. Hồ đồ ngu xuẩn, bắt cô ta lại. Trong chốc lát, mấy vị thành viên chấp pháp đội, lao vào tấn công Diệp Oản Oản. Nhưng mà, cước pháp của Diệp Oản Oản càn quét ngang dọc. Tên cầm đầu chấp pháp đội trong nháy mắt bị Diệp Oản Oản đá trúng, cả người không ngoài dự đoán, văng xuống dưới lôi đài. Kết cục của mấy vị thành viên chấp pháp đội khác cũng giống y chang nhau, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, đã bị Diệp Oản Oản đá bay xuống đài. Khu khách quý, Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục nhàn nhã uống trà, cứ như thể đã hoàn toàn dung hợp cùng với cái thế giới này. Tu La chủ cũng đồng dạng ngồi yên tại chỗ, cũng không có ý định rời đi. Vào giờ phút này, toàn trường trên dưới lại xôn xao một trận. Từ góc nhìn của mọi người, Diệp Oản Oản vốn đang bạo hành đám chấp pháp đội như hung thần ác sát, bây giờ lại có thể ngồi bệch xuống lôi đài, hai con ngươi khép hờ lại, đúng là ngủ thiếp đi. Chửi thề một tiếng, Diệp Oản Oản đang buồn ngủ. Nhìn tình hình, thật có vẻ là như vậy. Đây là trò gì vậy? Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người tại đây nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Với tư duy của người bình thường, đã hoàn toàn không cách nào lý giải được Diệp Oản Oản rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thấy Diệp Oản Oản tựa lưng vào cột sắt trên lôi đài khò khò ngủ say, hàn quang trong mắt Mạnh Khả ở phía dưới lôi đài, chợt lóe lên. Hiện tại đem Diệp Oản Oản diệt trừ, chính là thời cơ tuyệt hảo. Lúc này, Mạnh Khả nhanh chóng bay vọt lên lôi đài, lấy trưởng làm đao, hung hăng đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản. Một màn này, tuy là rơi vào trong mắt của chấp pháp trưởng lão, nhưng ông ta cũng không lên tiếng ngăn cản, chẳng qua chỉ trơ mắt nhìn Mạnh Khả hành hung. Trong chớp mắt, hai cục đá, dị thường ăn ý từ khu khách quý bắn tới, không chật chút nào, đánh thẳng vào hai bên đùi Mạnh Khả. A! Lúc này, Mạnh Khả kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, uịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Khu khách quý, Kỳ Tu Nhiễm và Tu La Chủ, đồng thời nhìn về phía đối phương, thấy được trong mắt nhau là ý lạnh âm u. Hai cục đá, một cái xuất phát từ tay Kỳ Tu Nhiễm, một cái khác xuất phát từ tay Tu La Chủ. À, Tu La Chủ quả là rất thích xen vào chuyện của người khác. Kỳ Tu Nhiễm nhìn Tu La Chủ, cười nhạt. Nghe câu nói móc này, Tu La Chủ mặt không cảm xúc. Lường Kỳ Tu Nhiễm một cái, chuyện vớ vẩn của Kỳ Hoàng, dường như là càng lúc càng nhiều. Tu La Chủ, ngài đây là... Trưởng lão Lôi Hạ nhìn về phía nam nhân, chân mày nhíu chặt lại. Tu La Chủ tại sao lại ra tay đối với đồ đệ của hắn ta? Nếu như là Kỳ Tu Nhiễm, Lôi Hạ cũng còn có thể hiểu được. Dù sao, Kỳ Tu Nhiễm và Cung Lão cũng có chút giao tình. Còn ả Diệp Oản Oản kia là đệ tử Cung Lão, Kỳ Tu Nhiễm ra tay, thì dễ hiểu. Nhưng Tu La Chủ, lại do chính mình mời tới. Nghe tiếng, giọng của nam nhân lạnh lùng như băng, ngươi là đang dạy ta làm việc thế nào sao? Tự nhiên là không phải, nhưng, thần sắc trưởng lão Lôi Hạ lộ lên vẻ nghi ngờ. Ta chẳng qua là không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nam nhân lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Chương 1688, Viện trưởng Xích Diễm. Không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn chăm chú người nam nhân lạnh lùng trước mặt mình này. Lời này nếu như là từ trong miệng Kỳ Tu Nhiễm nói ra, vậy thì cũng liền thôi đi. Danh tiếng của Kỳ Hoàng tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết, được ca tụng là quân tử. Nhưng Tu La Chủ, rõ ràng là một nam nhân gắn liền với hai chữ hắc ám, lại có thể nói ra những lời đường đường chính chính như thế. Atula, một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực, tại Độc Lập Châu, chỉ sợ còn tàn ác hơn cả Không Sợ Minh. Đương nhiên, tuy là như thế, nhưng trưởng lão Lôi Hạ cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao, Tu La Chủ là khách quý do chính mình mời tới.
cũng không cần quan tâm Diệp Oản Oản hiện tại như thế nào. Cô ta đã gây ra tội lỗi lớn, chắc chắn phải chết. Chờ một lát sau, viện trưởng xuất hiện, chắc chắn sẽ có phán quyết rõ ràng. Một bên khác, Cung lão nhìn về phía Kỳ Thu Nhiễm, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Kỳ Hoàng, đồ nhi Diệp Oản Oản quả thực không tệ, vì sao cậu không để cô ấy ở lại bên cạnh mình, mà còn để cho cô ấy gia nhập vào học viện Xích Diễm. Với thực lực của Diệp Oản Oản mà nói, nếu như có thể ở lại bên cạnh Kỳ Hoàng, nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của anh ta. Nhưng Kỳ Thu Nhiễm lại cười nói, nơi này mới là nơi nàng nên tới. Về phần vì sao, Cung lão sau này sẽ biết được. Bây giờ Kỳ Thu Nhiễm đã có thể xác định, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng sau khi Diệp Oản Oản say rượu, dường như có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực của Nhiếp Vô Ưu. Chỉ bất quá mới vừa rồi, sau khi Diệp Oản Oản say rượu, cũng không thi triển ra từng chiêu từng thức của Nhiếp Vô Ưu. Cho nên, dù có là Cung lão, cũng không thể nhận ra thân phận của Diệp Oản Oản được. Nếu không, sợ rằng hiện tại Cung lão cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghe Kỳ Thu Nhiễm nói vậy, Cung lão hơi sững sờ, cũng không lý giải được hàm ý trong lời nói của Kỳ Thu Nhiễm. Mau nhìn! Còn không đợi Cung lão tiếp tục mở miệng, đông đảo lính đánh thuê chung quanh, không biết là người nào kêu lên một câu. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía trước. Chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mang áo bào màu trắng, dẫn theo mấy vị trưởng lão cao tầng của Xích Diễm học viện, chậm rãi đi về phía bên này. Vị lão giả kia là viện trưởng học viện Xích Diễm. Mẹ nhà nó, đó chính là viện trưởng Xích Diễm. Tôi gia nhập học viện 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng. Thấy viện trưởng Xích Diễm xuất hiện, đám người xôn xao hẳn lên. Rất nhanh, viện trưởng và mấy vị trưởng lão học viện Xích Diễm đi vào khu khách quý. Tham kiến viện trưởng. Lập tức, Kỳ Thu Nhiễm hướng về viện trưởng Xích Diễm, mỉm cười ôm quyền chào. Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm, Kỳ Hoàng, đã lâu không gặp. Chào ngài, viện trưởng Xích Diễm, Tu La Chủ cũng chậm rãi đứng dậy. Nguyên lai là Tu La Chủ đại giá đến chơi, không thể tiếp đón kịp thời, thất kính, thất kính. Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Tu La Chủ, mở miệng nói. Viện trưởng không nên khách khí, Tu La Chủ hờ hững nói. Kính chào viện trưởng. Lúc này, Nhiếp Linh Lung cũng đứng dậy, mở lời chào viện trưởng Xích Diễm. Được, Linh Lung, cô là học viên xuất sắc nhất học viện Xích Diễm, nên thường xuyên trở lại thăm một chút, chúng ta cũng hết sức vui mừng. Viện trưởng Xích Diễm nói. Học viện Xích Diễm, một trong tam đại học viện lính đánh thuê đỉnh cấp của Độc Lập Châu, mà viện trưởng học viện Xích Diễm cũng đã từng là nhân vật phong vân đứng đầu nơi đây. Thời kỳ viện trưởng Xích Diễm một tay che trời tại Độc Lập Châu, loại hậu bối như Tu La Chủ và Kỳ Thu Nhiễm, thậm chí cha mẹ của bọn họ, chỉ sợ còn chưa ra đời. Viện trưởng Xích Diễm dùng nửa đời còn lại, củng cố học viện Xích Diễm. Hệ thống lính đánh thuê hiện tại của Độc Lập Châu, có liên quan chặt chẽ không thể trách rời với viện trưởng Xích Diễm. Viện trưởng một trong tam đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu, tất nhiên là đáng để cho thế nhân tôn kính, dù có là hạng nhân vật có máu mặt như Tu La Chủ hay Kỳ Thu Nhiễm, cũng không ngoại lệ. Chương 1689, thắng hay là thua? Viện trưởng. Bỗng nhiên, trưởng lão Lôi Hạ đi tới bên cạnh viện trưởng Xích Diễm, đem ngọn nguồn báo cáo lại. Sau khi nghe trưởng lão Lôi Hạ nói như vậy, sắc mặt viện trưởng Xích Diễm khẽ đổi. Một học viên lính đánh thuê, cố ý giết chết một học viên cấp S. Tuy nói, ở trong tỉ thí luận bàn võ đạo của học viện Xích Diễm, quy tắc là đến điểm thì ngừng. Nhưng những trường hợp ngoài ý muốn cũng thường xuyên phát sinh. Nhưng cố ý giết người và lỡ tay giết người, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đệ tử của Cung lão, cố ý giết chết Mạnh Thiên, hơn ngàn con mắt nhìn thấy. Viện trưởng, tôi chỉ sợ là Cung lão dùng việc công để báo thù riêng, cố ý để cho đệ tử hạ sát thủ. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn về phía Cung lão. Nghe tiếng, Cung lão trợn mắt lên, nhìn ngược về phía trưởng lão Lôi Hạ, lạnh lùng nói, Lôi Hạ, ta cho rằng, có thể là ngươi cố ý để cho đệ tử chết ở trong tay đồ nhi của ta. Từ đó vụ oan giá họa cho ta và đồ nhi của ta. Ngươi đang thả dám à? Hàn quang trong mắt trưởng lão Lôi Hạ lóe lên. Dám không phải là ngươi thả trước à? Cung lão lườm trưởng lão Lôi Hạ. Còn không đợi trưởng lão Lôi Hạ tiếp tục mở miệng, viện trưởng Xích Diễm chừng cảnh cáo hai người một cái. Thấy vậy, Lôi Hạ và Cung lão không nói thêm gì nữa. Người trên lôi đài kia là hung thủ hả? Lúc này, viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía trên lôi đài. Chính là Diệp Oản Oản.
Một vị cao tầng trong đám gật đầu, trong khi Diệp Oản Oản đang so đấu đã uống rượu, hiện tại ngủ thiếp đi, xin viện trưởng hạ lệnh, trước tiên bắt cô ta lại. Quả là thú vị, viện trưởng Xích Diễm xua xua tay, không cần, chờ Diệp Oản Oản tỉnh rượu lại rồi hắn nói, trước tiên cứ để cho cô ta ngủ đi. Nghe học viện Xích Diễm nói vậy, đám người trưởng lão Lôi Hạ xoắn hết cả đầu lông mày lại. Để cho Diệp Oản Oản tỉnh ngủ rồi hắn nói. Từ sau khi viện trưởng Xích Diễm ra lệnh, quả nhiên không một ai tiếp tục quấy rầy Diệp Oản Oản đang ngủ say ở trên lôi đài. Mà theo thời gian trôi qua, từ lúc xế chiều, mọi người đã chờ tới trạng vạng tối. Phía trên võ đài, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, đầu đau như búa bổ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng, nhìn về bốn phương tám hướng chung quanh. Đông đảo học viên lính đánh thuê Xích Diễm vẫn chưa rời đi, bao gồm cả đám người Tu La Chủ và Kỳ Tu Nhiễm ở khu khách quý cũng vậy. Diệp Oản Oản nhíu mày, dùng sức day day huyệt thái dương, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ngồi dậy, nghiêng đầu dựa vào một góc đài. Đón lấy ánh mắt quỷ dị của mọi người ở bên dưới, Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ, bắt đầu cố hết sức hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ, chính mình tham gia đại hội tỷ thí luận bàn võ đạo, sau đó. Mình gặp chúng đệ tử mạnh khả của trưởng lão Lôi Hạ, hơn nữa còn đồng thời khiêu chiến nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, Mạnh Thiên. Sau đó, chính mình đã uống rượu cốc tai nồng độ cao đã chuẩn bị sẵn. Mà rốt cục phía sau đó đã xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản lại hoàn toàn mất đi ký ức. Lại say bét nhè rồi, tửu lượng của mình kém cỏi như vậy sao? Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Trận đấu kết thúc rồi sao? Đột nhiên, Diệp Oản Oản đứng dậy, đảo qua toàn trường một vòng, mở miệng hỏi. Nhưng mà, toàn trường yên lặng như tờ, hơn ngàn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhưng lại không có một ai mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại, đây là có ý gì? Tại sao ai cũng nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ nói, sau khi mình uống say xong, đã làm cái gì? Trọng tài đâu? Diệp Oản Oản đứng ở trên sàn đấu, nhìn về phía bên dưới. Thấy ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người mình, trọng tài theo bản năng che lấy chỗ đó. Trọng tài, ngại quá, trước đó tôi uống say, kết quả tỉ thí thế nào, tôi thắng hay là thua vậy hả? Diệp Oản Oản hướng về trọng tài hỏi. Chương 1690, người thật là uy phong. Bây giờ, trên lôi đài này, chỉ còn lại mỗi mình, Mạnh Khả và Mạnh Thiên đều không thấy đâu. Uống say, ha ha, Diệp Oản Oản, người thật là uy phong. Lúc này, trọng tài nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng. Một câu uống say, là có thể giết một vị đệ tử cấp S Mạnh Thiên, thiếu chút nữa đánh cho tiểu phượng phượng của mình thành tàn phế. Diệp Oản Oản, người giết hại đồng môn, giết chết Mạnh Thiên sư huynh, chứng cớ xác thật, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên, khu khách quý, Mạnh Khả đứng ở bên cạnh trưởng lão Lôi Hạ, hướng về Diệp Oản Oản, nghiêm nghị quát lên. Nghe Mạnh Khả nói vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chính mình đã giết chết Mạnh Thiên. Cái tên Mạnh Thiên kia giàu gì cũng là nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, thực lực đạt tới trình độ cấp S, cứ như vậy bị mình tùy tiện giết chết rồi sao? Và lại, Diệp Oản Oản cũng chưa bao giờ cảm thấy, sau khi mình uống rượu say, lại có thể sẽ làm ra loại chuyện như giết người. Oản tỷ, Lý Tân chậm rãi tiến tới gần lôi đài, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Vội vàng đưa cho Diệp Oản Oản trên lôi đài, thấp giọng nói, Oản tỷ, cô gây ra đại họa. Thời điểm cô tỉ thí, tôi đã quay video lưu lại rồi, Oản tỷ cô tự xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản mặt đầy nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động. Nhìn thấy mình trong video, Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Đã biết rằng sau khi mình uống say sẽ khôi phục lại chiến lực của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình năm đó lại có thể cường đại đến trình độ này. Trước đó ở trong quán cà phê, cũng không lộ ra loại thực lực đáng sợ đến như vậy. Video vừa mới bắt đầu, cũng không có gì không ổn, nhưng cuối cùng cái tên Mạnh Thiên kia lại lấy ra một con dao găm, rõ ràng là muốn đẩy mình vào chỗ chết. Mạnh Thiên thực lực không đủ, không bằng mình sau khi uống say. Dao găm bị cướp, Mạnh Thiên bị chính mình giết ngược, đó là hắn tự mình gánh tội, không có gì đáng nói. Nhưng mà... Diệp Oản Oản dù sao cũng là từ trong video nhìn thấy chính mình giết người, mặc dù cũng không biết có phải là lần đầu tiên mình giết người hay không. Nhưng ở trong trí nhớ hiện tại, xác thực đây là lần đầu tiên nàng giết người,
không khỏi có chút buồn nôn. Diệp Oản Oản, người sát hại đệ tử cấp S Mạnh Thiên, còn có lời nào muốn nói không? Giờ phút này, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở khu khách quý, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hướng về nơi phát ra âm thanh, quan sát viện trưởng Xích Diễm. Mấy vị trưởng lão đứng ở bên người của lão giả, bao gồm cả cung lão và trưởng lão Lôi Hạ. Diệp Oản Oản không ngốc, chỉ cần làm chút phỏng đoán, liền đoán được đại khái thân phận của người kia. Vị lão giả này, nếu như mình đoán không sai, hẳn là viện trưởng của học viện Xích Diễm. Cố ý sát hại đồng môn, loại tội danh này, vãn bối không dám nhận. Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, đúng mực trả lời. Càn rỡ. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, quát lạnh một tiếng, Diệp Oản Oản, người sát hại Mạnh Thiên, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là ngươi nói vài ba lời, liền có thể xí xóa? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, trưởng lão Lôi Hạ chỉ vào Diệp Oản Oản, tiếp tục nói, Diệp Oản Oản, chuyện ngươi sát hại Mạnh Thiên, ta tin tưởng hẳn không phải là bản ý của ngươi. Có phải là có người cố ý sai xử ngươi làm như vậy hay không? Nếu như ngươi chịu thừa nhận, hơn nữa tố giác người giật dây, học viện Xích Diễm có thể sẽ xử lý nhẹ tay. Trưởng lão Lôi Hạ nói xong, vô tình hay cố ý nhìn cung lão ở bên cạnh một cái. Trưởng lão Lôi Hạ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng phát ngôn không thể nói bậy bạ. Cung lão lườm trưởng lão Lôi Hạ một cái, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe tiếng, trưởng lão Lôi Hạ cười lạnh một tiếng, cung lão, ta cũng đâu có nói người sai xử giật dây Diệp Oản Oản sát hại Mạnh Thiên là ngươi. Cung lão cần gì phải kích động, chẳng lẽ nói, cung lão là có tật giật mình, hiện tại sợ Diệp Oản Oản khai ngươi ra hay sao? Chương 1691, có quy định không thể uống rượu sao? Lúc này, cung lão lắc đầu một cái, lười tiếp tục phản ứng lại trưởng lão Lôi Hạ. Diệp Oản Oản, chỉ cần ngươi đem người giật dây khai ra, học viện Xích Diễm nhất định sẽ xử lý nhẹ tay. Nếu không, thứ chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn Diệp Oản Oản, nghiêm nghị quát lên. Diệp Oản Oản có chết hay không cũng không quan trọng, nếu như có thể dùng Diệp Oản Oản để đè ép cung lão. Mạnh Thiên chết, cũng không đáng tiếc. Một con đường chết, Diệp Oản Oản nghi hoặc nhìn về phía trưởng lão Lôi Hạ, chất vấn, điều trưởng lão Lôi Hạ nói, thật khiến cho ta có chút khó hiểu. Dám hỏi đệ tử phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ gì, mà phải chuộc tội bằng tính mạng. Ồ, nói như vậy, ngươi là chấp mê bất ngộ rồi. Trưởng lão chấp pháp đội bỗng nhiên lên tiếng. Nghe tiếng, ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên người trưởng lão chấp pháp đội, xin nói công khai, ta đã làm cái gì? Diệp Oản Oản, người sát hại Mạnh Thiên, chứng cứ xác thật, không thể chối cãi. Trưởng lão chấp pháp đội mặt không đổi sắc kết luận. Sát hại Mạnh Thiên, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, vị trưởng lão này, tỉ thí luận bàn võ đạo, tuy đến điểm thì ngừng, nhưng sơ suất luôn luôn khó tránh khỏi. Một điểm này, tin rằng chư vị ở đây cũng sẽ không phản bác chứ. Không nên ở chỗ này ngụy biện, không có cửa đâu. Chấp pháp trưởng lão nói. Không biết ta ngụy biện chỗ nào. Nếu chỉ vì xảy ra án mạng liền phải đền mạng, vậy vị đại đệ tử kia của trưởng lão Lôi Hạ, năm đó giết chết ái đồ của sư phụ ta, sao không thấy hắn ta đền mạng? Diệp Oản Oản nói. Đúng như trước đó ngươi từng nói, sơ suất luôn khó mà tránh khỏi. Đại đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, năm đó là vì lỡ tay. Trưởng lão chấp pháp đội dần dần hơi mất kiên nhẫn. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, vị trưởng lão này, vậy thì đúng rồi, ta cũng là lỡ tay, cho nên, ta cũng vô tội. Ngươi nói là ngươi lỡ tay, thật là nực cười, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Mạnh Thiên, tuyệt không phải là lỡ tay. Trọng tài bỗng nhiên lên tiếng làm chứng. Trọng tài, khả năng phán đoán kém cỏi như vậy, mà cũng có tư cách làm trọng tài sao? Diệp Oản Oản mặt đầy nụ cười châm biếm, dám hỏi trọng tài. Mạnh Thiên và Mạnh Khả thuộc về lính đánh thuê đẳng cấp gì? Cấp S, vậy thì thế nào? Trọng tài trả lời đúng sự thật. Ta đây là đẳng cấp gì? Diệp Oản Oản lại hỏi. Dĩ nhiên là cấp D, trọng tài trả lời. Thì là như vậy đó. Một lính đánh thuê cấp D như ta, đồng thời đối chiến với hai vị lính đánh thuê cấp S, chung quy sẽ có chút áp lực, loại tâm tình này là không thể tránh được. Trong tình huống chịu áp lực, sức phán đoán của đại não tự nhiên sẽ không bằng được bình thường. Huống chi, ta chẳng qua chỉ là lính đánh thuê cấp D, dĩ nhiên không cách nào thu phóng tự nhiên được như lính đánh thuê cấp S, phạm sai lầm thì có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản cười nói. Đừng có nói bậy nói bạ,
Trưởng lão chấp pháp đội gầm lên một tiếng, đó là ngươi uống rượu, sau khi say rượu, giết chết Mạnh Thiên, còn dám tiếp tục viện cớ. Uống rượu, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm trưởng lão chấp pháp đội, dám hỏi vị trưởng lão này, học viện Xích Diễm có quy định, các đệ tử tham gia tỉ thí luận bàn võ đạo, không thể uống rượu sao? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, dường như đích xác là không có văn bản quy định rõ ràng. Không có, trưởng lão chấp pháp đội trả lời theo bản năng. Vậy nếu đã không có quy định này, là một người nghiện rượu nặng, tại sao ta không thể uống rượu? Uống rượu thì sẽ say, sau khi say rồi sức phán đoán hạ xuống, đầu óc không rõ ràng, đây là chuyện bình thường. Cho nên nói, sau khi say rượu, khẳng định sẽ bị rất nhiều yếu tố không xác định trong thi đấu làm ảnh hưởng. Nếu mọi người đều biết, vậy tại sao không nghiêm cấm việc tuyển thủ tranh tài uống rượu? Đây chỉ có thể nói là sai lầm của các ngươi, có liên quan gì đến ta? Diệp Oản Oản thao thao bất tuyệt. Ngươi, chấp pháp trưởng lão đấu võ mồm một trận, bị thua thiệt. Ta chẳng qua là nghiêm khắc dựa theo quy tắc của Xích Diễm mà làm việc. Nếu đã không có quy định không thể uống rượu, vậy thì tất cả các nhân tố không xác định sau khi uống rượu, nói chung ta cũng không phải chịu trách nhiệm, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Diệp Oản Oản cười nói. Chương 1692, mời viện trưởng làm chủ. Đối với quy tắc tỉ thí luận bàn võ đạo của Học viện Xích Diễm, Diệp Oản Oản đã sớm thuộc nằm lòng. Trường hợp của Mạnh Thiên, tuy là hắn lấy ra dao găm, nhưng dao găm cũng không phải là ám khí hoặc là phấn độc. Loại binh khí như dao găm cũng được cho phép, cho nên, Mạnh Thiên cũng không hề phạm quy. Cho dù là Mạnh Thiên cố ý muốn giết chết mình, nhưng cũng không thể căn cứ theo đó mà xử Mạnh Thiên có tội. Diệp Oản Oản cũng không ngốc, trận đấu trước đó, toàn trường trên dưới đều nhìn thấy Mạnh Thiên chủ động lấy ra dao găm tiến hành công kích mình. Dao găm của hắn ta bị đoạt lấy, sau đó bị mình giết ngược, vì sao những cao tầng kia lại có thể cho là mình có tội? Đây cũng không phải là vì thiên vị, mà thực sự là do quy tắc của Học viện Xích Diễm. Chỉ cần Mạnh Thiên không dùng độc hoặc ám khí, thì đều được cho phép. Trừ phi, Mạnh Thiên dùng dao găm, công kích mình nhiều lần, sau đó giết chết mình, lúc này mới có thể kết luận là Mạnh Thiên có tội. Nếu đều dựa theo quy tắc của Học viện Xích Diễm để làm việc, đối với Diệp Oản Oản mà nói, vậy thì vô cùng dễ xử lý rồi. Học viện Xích Diễm vô cùng coi trọng quy tắc, vô luận là loại quy tắc nào, chỉ cần Diệp Oản Oản tìm ra được chỗ sơ hở của nó là xong. Học viện Xích Diễm chưa bao giờ có quy định, tuyển thủ ra sân thi đấu không thể uống rượu, mà sau khi uống rượu để xảy ra bất kỳ nhân tố không xác định nào, Diệp Oản Oản đương nhiên là có quyền không chịu trách nhiệm. Dù sao nàng chỉ là một lính đánh thuê cấp D làm việc hoàn toàn dựa theo nguyên tắc mà thôi. Trưởng lão chấp pháp đội nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi co rúm lại. Cái tên đệ tử của cung lão này, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Càng đấu võ mồm, hắn càng á khẩu không trả lời được. Bất kể như thế nào, chuyện ngươi giết chết Mạnh Thiên là thật. Chấp pháp trưởng lão cau mày mở miệng nói. Nghe kết luận như vậy, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, dám hỏi vị trưởng lão này, hung khí mà ta giết chết Mạnh Thiên, là thuộc về người nào? Dao găm kia vốn là chính Mạnh Thiên mang theo, kỹ thuật của hắn không tinh, bị ta giành được, thậm chí bị ta giết ngược. Chuyện này làm sao ta có thể dự liệu được? Mạnh Thiên dù gì cũng là ái đồ của trưởng lão Lôi Hạ, ai có thể đoán được đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ đều yếu như vậy? Hai người đánh một mình ta cũng đều không đánh lại, bây giờ còn đi trách ta. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trưởng lão Lôi Hạ đang ngồi ở khu khách quý, sắc mặt âm trầm tột độ, thật giống như có thể chảy ra nước, trong mắt lóe lên hàn quang vô tận. Cung lão thì lại ở một bên cười lạnh không dứt, Diệp Oản Oản nói vậy, thật là mát lòng mát dạ. Lôi Hạ, chính ngươi dạy dỗ đồ đệ không tốt, hai tên học viên lính đánh thuê cấp S, đánh một mình đồ nhi Diệp Oản Oản của ta. Một đứa bị giết ngược, một đứa trọng thương, hiện tại còn vụ oan giá họa, trách tội đồ nhi của ta. Cung lão nhìn Lôi Hạ một cái, chê bai. Trên trán trưởng lão Lôi Hạ nổi đầy gân xanh. Từ sau khi vị đệ tử gọi là Nhiếp Vô Ưu của cung lão rời khỏi Học viện Xích Diễm, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn luôn là hắn hung hăng chèn ép cung lão, chưa bao giờ bị làm nhục như thế. Bất kể nói thế nào, người cũng đều đã giết chết học viên cấp S Mạnh Thiên. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, lý luận cùn. Tuy là Diệp Oản Oản nói có lý, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, liền có thể ân xá tội giết người cho Diệp Oản Oản được. Viện trưởng đại nhân, tôi cũng không hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào của Học viện Xích Diễm. Cho nên,
tôi không thể đồng ý nhận bất kỳ trừng phạt nào. Xin viện trưởng giúp tôi làm chủ. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm ở khu khách quý, nhún nhường nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, viện trưởng Xích Diễm lâm vào trong trầm tư. Không phạm quy tắc thì không thể định tội. Viện trưởng Xích Diễm cực kỳ coi trọng quy tắc. Hơn nữa, tất cả các quy tắc của học viện Xích Diễm, rất nhiều mục đều là do viện trưởng Xích Diễm đích thân đặt ra. Chương 1693, Kỷ Hoàng nói đúng. Những gì Diệp Oản Oản nói nhanh cho nó vuông là ngụy biện, nhưng cũng có phần nào sự thật. Diệp Oản Oản cũng không hề xúc phạm quy tắc, mà là do quy tắc của học viện còn có sơ hở. Viện trưởng, vãn bối có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Bỗng nhiên, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, mở miệng nói. Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm, hướng về Kỳ Hoàng đáp, Kỳ Hoàng không nên khách khí, có lời gì cứ nói thẳng là được. Viện trưởng, đệ tử Diệp Oản Oản của học viện Xích Diễm, đích xác là đã giết chết một vị lính đánh thuê cấp S. Nhưng Diệp Oản Oản chỉ là một lính đánh thuê cấp D, đúng như cô ấy nói, lấy một chọi hai, lại còn là hai vị lính đánh thuê cấp S, có lẽ thật sự có chút áp lực. Cho nên, cô ấy mới không thể kiểm soát tốt được kỹ năng trong lúc giao đấu. Hơn nữa, tôi cho rằng, là cái tên Mạnh Thiên kia nổi sát tâm trước, chỉ tiếc thực lực không đủ, bị Diệp Oản Oản giết ngược. Tôi cho là, Diệp Oản Oản vô tội, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Kỳ Tu Nhiễm cũng không nói tới bất kỳ chỗ sơ hở nào của quy tắc. Các quy tắc này dù gì cũng là do viện trưởng Xích Diễm quy định, nếu như Kỳ Tu Nhiễm nhiều lần nói tới quy tắc, ngược lại cũng không mấy giữ thể diện cho viện trưởng. Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm, chợt nhìn về phía Tu La Chủ, mở miệng hỏi Tu La Chủ nghĩ như thế nào. Nghe câu hỏi này, nam nhân nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, chỉ một thoáng trầm tư, lúc này mới lên tiếng, tôi cho là, Kỷ Hoàng nói đúng. Cung lão, trưởng lão Lôi Hạ, toàn bộ lính đánh thuê và các cao tầng của học viện Xích Diễm trố mắt nhìn nhau. Ở Độc Lập Châu, không phải mọi người đều đồn là Kỷ Hoàng và Tu La Chủ như nước với lửa sao? Hai người này, làm sao nhìn, luôn có cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Diệp Oản Oản. Trưởng lão Lôi Hạ nhìn Tu La Chủ một cái, chợt thu hồi lại ánh mắt. Hắn làm sao có thể ngờ được hôm nay mời Tu La Chủ qua đây, đã không giúp mình thì thôi, ngờ đâu lại còn phá đám. Chỉ tiếc, người đàn ông trước mặt này là Tu La Chủ, mình cũng không có cách nào trở mặt với hắn ta. Hồi lâu sau, viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản trên lôi đài. Khẽ vuốt cằm nói, được, Diệp Oản Oản, chỉ một lần này mà thôi, lần sau không được phá lệ. Sau này, mỗi một lần tổ chức đại hội luận bàn tỉ thí võ đạo, đều không thể uống rượu. Nghe viện trưởng Xích Diễm phán quyết, Diệp Oản Oản lập tức mỉm cười đáp lại. Lại nói, cái vị viện trưởng Xích Diễm này quả thực sự là công bình công chính, chịu nói đạo lý. Tiếp tục tỉ thí, viện trưởng Xích Diễm tiếp tục mở miệng nói. Diệp Oản Oản, mình cũng không thể uống rượu. Vậy thì còn cái gì mà tỷ với trả thí? Nhận thua là được rồi. Từ tình hình trước mắt mà nói, còn dư lại 8 vị lính đánh thuê cấp S, đều có thực lực kinh người. Nếu như mình không uống rượu, căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Diệp Oản Oản, trận đánh vừa rồi ngươi đã giành chiến thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến. Mãi đến khi nào chiến bại mới thôi. Rất nhanh, trọng tài lên đài, hung ác trợn mắt lườm Diệp Oản Oản một cái. Tuyên bố đầy lạnh lùng. Mối thù giết phượng, không đội trời chung. Không khiêu chiến có được hay không? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Mình đã tiến vào thập cường, có tiếp tục thi đấu hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Không được, đây là quy tắc, người phải tuân thủ. Trọng tài nói. Diệp Oản Oản, đây là ăn thiệt thòi vì quy tắc rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, ánh mắt đảo về khu ghế ngồi của thập cường, tùy tiện chỉ vào một vị lính đánh thuê cấp S. Diệp Oản Oản đã dự định sẵn sàng, thời điểm bắt đầu tỷ đấu, chính mình liền trực tiếp dứt khoát nhận thua, đỡ mắc công bị treo lên đánh. Rất nhanh, một vị nam nhân trẻ tuổi từ vị trí thập cường đi xuống, leo lên lôi đài, cùng mặt đối mặt với Diệp Oản Oản. Ta! Diệp Oản Oản nhìn vị lính đánh thuê cấp S trước mặt, mới vừa muốn mở miệng nhận thua. Chương 1694, tôi muốn nhận thua. Trọng tài, tôi nhận thua, không thể đánh được. Nam nhân nhanh hơn Diệp Oản Oản một bước, giành quyền lên tiếng. Cậu muốn nhận thua? Trọng tài hơi kinh ngạc nhìn gã đàn ông thân là lính đánh thuê cấp S. Vị học viên này, thực lực so với Mạnh Thiên mạnh hơn quá nhiều, nhưng vừa lên còn chưa đánh đã quả quyết nhận thua.
Ừ, nhận thua, nam nhân nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản, trong nháy mắt nhảy xuống lôi đài, để lại một mình Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Diệp Oản Oản thắng, trọng tài chỉ có thể tuyên bố như vậy. Diệp Oản Oản, người có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát sau đó khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn không nghỉ ngơi. Trọng tài nói, ta chọn hắn, lúc này, Diệp Oản Oản lại tiếp tục chỉ về phía một gã lính đánh thuê cấp S khác. Nữ nhân này, tại sao phải chọn mình? Bị điên hay sao? Mình đâu có thủ oán gì với cô ta đâu. Nam nhân hơi nhíu mày, mặt đầy khó chịu đi xuống. Nam nhân sau khi đi lên lôi đài, hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay giữa lên, chợt hướng về trọng tài nói, tôi nhận thua. Nói xong, không cho người bên cạnh có cơ hội mở miệng, lập tức đi xuống lôi đài. Trọng tài, Diệp Oản Oản thắng. Diệp Oản Oản, thực lực của mình khi không say xỉn, so với những vị lính cấp S này, nói chung chính là cặn bã trong cặn bã có được không? Mấy người này không nói hai lời liền trở tay nhận thua, là có ý gì? Diệp Oản Oản hơi trầm tư một chút, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình Diệp Oản Oản biết, sau khi mình say rượu thực lực sẽ tăng lên đến mức khủng bố, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là những người khác cũng biết. Mấy vị lính đánh thuê cấp S chủ động nhận thua này, chỉ sợ còn cho rằng mình là siêu cấp cường giả lúc trước ở trên sân thi đấu gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Mình là cùi bắp, có được không? Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nếu đã như vậy, nói không chừng, mình còn có thể lấy được vị trí vô địch đó nha. Tuy cũng không cần thiết, nhưng nếu như vị trí vô địch đưa tới tận cửa, vậy tại sao không lấy? Mình đẹp chứ đâu có ngu. Ngươi, xuống đây. Lúc này, Diệp Oản Oản trong nháy mắt lòng tin tăng cao, đảo mắt qua một người nào đó trong vị trí thập cường. Ta, nam nhân trẻ tuổi chỉ vào chính mình, mặt đầy mộng bức. Đúng, chính là ngươi, xuống đây đi. Diệp Oản Oản gật đầu. Ặc, ngươi có thể vui lòng khiêu chiến người khác hay không? Nam nhân nhìn Diệp Oản Oản, thận trọng hỏi. Đánh rắm, người ta khiêu chiến là ngươi. Mau nhanh lăn xuống đi, ngươi con mẹ nó còn nói cô ấy đổi người khác khiêu chiến. Làm sao, muốn chơi khăm chúng ta à? Nếu ngươi không xuống đánh, bọn ta cho ngươi biết tay. Trong lúc mọi người còn đang đùn đẩy nhau, nam nhân chỉ có thể vô cùng không tình nguyện đi lên lôi đài. Ra tay đi. Diệp Oản Oản nói. Ngươi ra tay trước đi. Nam nhân lắc đầu một cái. Ngươi trước, Diệp Oản Oản nói. Ta không ra tay trước đâu. Nam nhân mặt đầy vẻ không tình nguyện. Diệp Oản Oản trợn mắt chừng một cái. Đường đường là lính đánh thuê cấp S, là một người đàn ông, làm sao còn đùn đẩy như vậy hả? Lúc này, Diệp Oản Oản tung một chưởng đánh về phía anh ta. Nói như thế nào anh ta cũng không nguyện ý ra tay, kéo dài thời gian, sẽ gây bất lợi cho mình. Có lẽ có thể bị nhìn ra sơ hở. Diệp Oản Oản dứt khoát ra tay, quả thực không xong, thì nàng đầu hàng cũng được. Nhưng mà, Diệp Oản Oản còn chưa đụng vào ngươi anh ta, nam nhân đã xoay mình lại bỏ chạy, lập tức nhảy xuống lôi đài, thế nào, ngươi có bản lãnh đánh được ta sao? Diệp Oản Oản, nam nhân này làm trò quỷ gì vậy? Dưới đài, mọi người thần sắc lúng túng nhìn anh ta. Mặc dù là muốn nhổ nước bọt chửi mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn, à mà thôi. Dù sao người ta cũng là lính đánh thuê cấp S, lỡ như bị ghi hận, dường như cũng không được hay cho lắm. Chương 1695, tin tưởng phương châm sống của mình. Diệp Oản Oản thắng cuộc, trọng tài tuyên bố. Nhìn thấy ở vị trí thập cường còn sót lại mấy người, Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, đầy hào khí nói, không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng lên đi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, toàn trường trên dưới lại xôn xao rì rầm một trận. Cô nàng Diệp Oản Oản này, lại tới rồi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn Diệp Oản Oản trên lôi đài, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tu La Chủ thì lại nhíu chặt chân mày. Vạn nhất mấy vị lính đánh thuê cấp S kia, nuốt không trôi được cục tức này, thật sự đồng loạt ra sân, thì biết thu xếp giúp nàng thế nào đây? Một bên, trong mắt của cung lão, hiện ra vẻ kích động thấy rõ. Nhìn vị đệ tử mới này của mình, chẳng biết tại sao, cứ như một lần nữa nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu. Trên người của nàng, khắp nơi đều là hình bóng của Vô Ưu. Từ sau khi Nhiếp Vô Ưu rời khỏi học viện Xích Diễm, nỗi chua xót trong lòng ông, người nào hiểu thấu, hôm nay, rốt cuộc có thể trả lại toàn bộ cả vốn lẫn lời rồi. Sau lần này, người nào còn dám nói, ông dạy dỗ đệ tử không tốt. Chính cả viện trưởng Xích Diễm, cũng có chút hăng hái nhìn Diệp Oản Oản. Cô bé này, tựa hồ có chút ý tứ.
vị trí thập cường, còn lại vài tên lính đánh thuê cấp S chố mắt nhìn nhau. Các vị sư huynh đệ, người sư muội này, hình như là có chút ý tứ xem thường chúng ta. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn cao lớn thô kệch, đầy tức giận, hung hăng trợn mắt lườm Diệp Oản Oản. Ha ha, cậu thật giống như có hiểu lầm gì đó, phải nói là giữ thể diện cho chúng ta mới đúng. Một vị lính đánh thuê cấp S khác nói. Cái này mà còn phải hỏi lại sao? Cô ấy muốn một mình đánh với toàn bộ chúng ta, nhất định là xem thường chúng ta. Các vị sư huynh đệ, thấy thế nào, đi lên giao lưu với vị sư muội kia chứ? Có thể nam tính một chút được hay không, làm sao mà còn chưa đánh đã liền nhận thua? Lính đánh thuê thô kệch cao lớn, mặt đầy vẻ tàn bạo. Tôi là nữ, tôi không lên đâu, tôi nhận thua, mấy đàn ông các người, mạnh mẽ lên. Một vị lính đánh thuê nữ tướng mạo không tầm thường, trực tiếp rời khỏi vị trí thập cường. Sợ cái gì mà sợ, đi lên đánh cô ta có lợi hại hơn nữa, cũng không phải chỉ là phụ nữ sao. Còn có thể đánh chết được tất cả chúng ta sao? Lính đánh thuê cấp S thô kệch cao lớn nhìn mấy vị cấp S còn lại, có chút cạn lời, mặt đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép. Ừ, chủ yếu chính là sợ cô ấy lại phát điên, đem chúng ta đánh chết. Đừng quên Mạnh Thiên đã tèo như thế nào. Một vị lính đánh thuê cấp S lắc đầu một cái. Mắc cười, Mạnh Thiên là một ngoại lệ. Lại nói, nữ nhân kia, chẳng có gì ghê gớm, chính tôi trong vòng nửa phút liền có thể tiêu diệt cô ta. Lúc này, một vị nam nhân mặc áo bào hoàng kim trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản trên lôi đài, bốn mắt trợn trừng đối nhau. Giờ phút này, Diệp Oản Oản không khỏi có chút lo lắng, có phải là mình có chút quá ngông cuồng rồi hay không? Vạn nhất tên nam nhân mặc đồ hoàng kim đó thật sự ra sân, vậy biết làm sao bây giờ? Sư huynh, anh nói đúng. Tôi ủng hộ anh, lính đánh thuê cao lớn thô kệch, mặt đầy kích động, gật đầu liên tục. Hừ, chỉ bất quá, có một câu nói vô cùng hay, cũng là phương châm sống của tôi. Chính là, đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô ta hẳn là nên vui mừng vì mình là phụ nữ đi. Nếu không, tôi ngày hôm nay không đánh chết cô ta cũng không được. Nam nhân mặc áo hoàng kim nói xong, nhìn về phía trọng tài. Tôi nhận thua. Diệp Oản Oản. Trọng tài. Đám lính đánh thuê. Nghe vậy, lính đánh thuê cao lớn thô kệch, mặt đầy mộng bức. Rất nhanh, lính đánh thuê cao lớn thô kệch phục hồi lại tinh thần, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của nam nhân mặc áo bảo hoàng kim, cười lạnh một tiếng, ha ha. Sư huynh nói đúng, sư huynh phải tin tưởng vào phương châm sống của chính mình. Con mẹ nó, đồ vô dụng. Con mẹ nó, không dám đánh thì nói mẹ đi. Còn nhất định phải giả bộ chính mình thật giống như vô cùng châu bò. Cái tên phế vật vô dụng này. Chương 1696, không một lần bại. Mắt thấy nam tử mặc trường bào màu hoàng kim nhanh chân rời đi, đám lính đánh thuê còn lại chố mắt nhìn nhau. Nam nhân mới vừa rời đi, đã thuộc về lính đánh thuê cấp S trung đẳng, trong số lính đánh thuê cấp S tại Học viện Xích Diễm, có thể được xếp vào hàng trung lưu. Tại Học viện Xích Diễm, thực lực của học viên lính đánh thuê cấp S không đồng đều. Loại như Mạnh Thiên, nếu như gặp phải lính đánh thuê cấp S đứng đầu, trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Lần đại hội luận bàn võ đạo này, chỉ có lính đánh thuê cấp S trung đẳng trở xuống. Mấy vị cấp cao khác, cơ hồ một người cũng không tới, hầu như toàn bộ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Được rồi, thực lực của vị sư huynh vừa nãy, là cao nhất trong số chúng ta. Ngay cả anh ấy cũng đầu hàng, vậy tôi cũng không đánh đâu. Một vị lính đánh thuê cấp S trong đám nhìn về phía trọng tài, tôi nhận thua. Tôi cũng nhận thua. Mắt thấy mấy vị lính đánh thuê cấp S còn lại toàn bộ đều nhận thua đầu hàng, lính đánh thuê cao lớn thô kệch mặt đầy mộng bức. Toàn bộ cứ như vậy đầu hàng sao? Còn chưa đánh mà, làm sao biết nhất định sẽ thua? Lại nói, cho dù thực lực của nữ nhân kia mạnh, nhưng bọn họ nhiều lính đánh thuê cấp S như vậy, nếu như là toàn lực đánh một trận, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Cậu thì sao? Có chiến hay không? Rất nhanh, trọng tài hướng về người duy nhất trong số thập cường hỏi. Nghe hỏi vậy, lính đánh thuê cao lớn thô kệch hơi sững sờ. Mắc cười, tráng hán nhìn chằm chằm trọng tài, cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là chiến rồi. Vậy hãy nhanh lên một chút, trọng tài mở miệng nói. Trọng tài vừa dứt tiếng, tráng hán lại bỗng nhiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Alo, sao vậy, là tôi đây, ừ, cái gì, được. Tôi đến ngay. Sau khi tráng hán cúp điện thoại, mặt đầy vẻ lo lắng, không được. Bạn của tôi gặp tai nạn giao thông rồi,
cần truyền máu gấp. Máu của tôi vừa vặn tương thích, tôi phải đi cứu bạn đây. Nghe tráng hán nói vậy, toàn trường lâm vào yên lặng, không một tiếng động. Trọng tài. Diệp Oản Oản. Tất cả mọi người. Tráng hán lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói, coi như ngươi vận khí tốt. Vị sư muội này, nếu như hôm nay không phải là vì bạn ta gặp tai nạn giao thông, mất nhiều máu. Hừ, ngươi hiểu mà. Diệp Oản Oản, ngươi còn miệng nó, điện thoại cầm ngược rồi kìa. Lúc này, trọng tài lên lôi đài tuyên bố tỷ thí luận bàn võ đạo năm nay, Diệp Oản Oản giành vị trí quán quân, tạo nên kỷ lục mới, thắng liên tiếp 37 trận, không một lần bại. Giành được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự vì đã phá kỷ lục, 10.000 điểm vì giành được vị thứ nhất, tổng cộng là 15.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nghe trọng tài tuyên bố, toàn trường trên dưới là một loạt tiếng xôn xao. Phá kỷ lục, con bà nó, bất chi bất giác, Diệp Oản Oản lại có thể thắng liên tiếp 37 trận, không một lần bại, châu bò. Nhiếp Vô Ưu năm đó, dường như cũng chỉ có 23 trận toàn thắng, sáng lập ra kỷ lục đầu tiên của đại hội. Bất quá, đại hội năm đó, chất lượng cũng quá cao rồi. Trừ lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu ra, còn có lính đánh thuê cấp SS tham gia. Nhiếp Vô Ưu đích xác là lợi hại, nhưng vậy thì đã sao? Còn không phải sau đó cũng bị chính em gái Nhiếp Linh Lung của mình vỗ vào trên bờ cát hay sao? Sư phụ của Nhiếp Vô Ưu là Cung Lão, sư phụ của Nhiếp Linh Lung chính là Trưởng Lão Lôi Hạ. Năm đó sau khi Cung Lão dạy ra một vị Nhiếp Vô Ưu, thật là uy phong bậc nào. Sáng lập quá nhiều kỷ lục của học viện lính đánh thuê xích diễm. Nhưng tiếc là, sau đó đều bị Nhiếp Linh Lung phá. Không sai, Nhiếp Vô Ưu so với Nhiếp Linh Lung, cũng có chênh lệch không nhỏ mới đúng. Chương 1697, khiến cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới, đệ tử Cung Lão mới thu, lại có thể phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Linh Lung. Còn bà nó, Nhiếp Linh Lung là 28 trận, Diệp Oản Oản là 37 trận. Đem so cô nàng Diệp Oản Oản đó với Nhiếp Linh Lung sao? Các người nói đùa sao? Năm đó Nhiếp Linh Lung tham gia tỷ thí luận bàn, lính đánh thuê cấp SS tới tham gia nhiều vô số kể. Chất lượng học viên tới tham gia của hai lần là hoàn toàn khác nhau, có hiểu không? Lùi 10.000 bước mà nói, Diệp Oản Oản không phải chỉ mới phá vỡ được có một kỷ lục thôi hay sao, nói chung vẫn chẳng có căn cứ gì để so sánh. Những thứ như số lượng nhiệm vụ cấp S, lượng điểm cống hiến lính đánh thuê, thành tựu Nhiếp Linh Lung đạt được gần như là truyền kỳ vô địch tại học viện xích diễm, không thể lay động. Khu khách quý, rất nhiều cao tầng học viện xích diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản trên lôi đài, không khỏi gật đầu khen ngợi. Chợt, một bộ phận cao tầng đi tới bên cạnh Cung Lão, trên mặt là nụ cười tâu toét, lên tiếng chúc mừng. Ha ha, Cung Lão, chúc mừng ông thu nhận được một vị đệ tử tiềm lực 10 phần. Bây giờ vẫn chỉ là cấp D, lại có thể càn quét đại hội tỷ thí võ đạo năm nay. Cung Lão, ông thật khiến cho mọi người cực kỳ hâm mộ nha. Nghe vậy, trên mặt Cung Lão tuy là không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ vui mừng, nói, Đồ Nhi còn có một đoạn đường rất dài phải đi, lần này có thể phá kỷ lục, giành được quán quân, cũng chỉ là may mắn mà thôi, không có gì đáng khoe khoang hay khen ngợi. Nghe tiếng, Trưởng Lão Lôi Hạ nhìn Cung Lão một cái, sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Lão già này, đã được tiện nghi còn đang ra vẻ. Ha ha, Linh Lung, mắt nhìn kỷ lục của mình bị phá, có cảm nhận gì? Lúc này, một vị cao tầng học viện xích diễm, nhìn về phía Nhiếp Linh Lung cách đó không xa, vô cùng hòa khí, nhoẻn miệng cười. Nghe vậy, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía vị cao tầng kia, mặt không đổi sắc, nói, ồ, tôi từng phá loại kỷ lục này sao? Đó là đương nhiên, ban đầu Linh Lung cô lần đầu tiên tham gia đại hội luận bàn võ đạo, giành 28 trận toàn thắng, phá vỡ kỷ lục của chị cô. Nhiếp Vô Ưu. Vị cao tầng kia gật đầu liên tục, chẳng lẽ, Nhiếp Linh Lung ngay cả việc mình phá vỡ kỷ lục cũng đều đã quên rồi sao? Thì ra là như vậy, Nhiếp Linh Lung khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt mở miệng nói, loại kỷ lục vớ vẩn này, đúng là tôi không nhớ kỹ trong lòng. Phút trước phá, phút sau đã quên rồi. Ha ha, cao tầng cười nói, đích xác là như vậy. Linh Lung, năm đó cô tham gia tỷ thí luận bàn võ đạo, chất lượng so với lần này cao hơn quá nhiều. Hơn nữa, những kỷ lục cao cấp cũng bị cô phá tương đối nhiều. Loại kỷ lục như thế này, không nhớ cũng là bình thường. Viện trưởng, nếu như tỷ thí đã kết thúc, tôi đây liền cáo từ trước. Rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đi tới bên cạnh viện trưởng xích diễm, mở miệng nói. Nghe tiếng,
Học viện Xích Diễm gật đầu một cái, để cho Nhiếp Linh Lung đi trước. Chủ thượng, tỉ thí đã kết thúc, thời gian cũng đã không còn sớm, còn có rất nhiều chuyện cần chủ thượng xử lý. Không bằng, chúng ta rời đi sớm một chút. Khương Viêm nhìn về phía nam nhân mặt không cảm xúc bên cạnh mình, thấp giọng mở miệng nói. Nếu đã như thế, tôi đây cũng cáo từ trước. Mắt thấy đại hội năm nay bụi bặm lắng xuống, mọi người lần lượt rời đi, Tu La chủ đứng lên nói. Được, xin cứ tự nhiên, viện trưởng Xích Diễm gật đầu. Tu La chủ còn chưa đi được mấy bước, lại bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh giá thấu xương, chậm rãi rơi vào trên người Kỳ Tu Nhiễm. Dường như hắn ta không hề có ý định rời đi. Kỳ Hoàng dường như thời gian dư giả, tỉ thí đều đã kết thúc, Kỳ Hoàng còn lưu lại ở chỗ này làm gì? Tu La chủ nhìn Kỳ Tu Nhiễm, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe vậy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, nói, thời gian của tôi có dư giả hay không, lưu lại ở chỗ này hay không, không biết là có liên quan gì tới Tu La chủ hay không. Chương 1698, đãi ngộ cực cao. Vào giờ phút này, Tu La chủ và Kỳ Hoàng chợt kình cự với nhau, làm cho mọi người ở đây mặt đầy mộng bức. Trước đó còn tương thân tương ái lắm cơ mà, bây giờ làm sao lại có mùi thuốc súng khen khét quanh đây. Không một ai hiểu được vì sao hai người lại bỗng trở nên như vậy. Kỳ Hoàng, tỉ thí đã kết thúc, nếu như Kỳ Hoàng có chuyện, có thể rời đi được rồi. Cung lão đi lên phía trước, nói với Kỳ Tu Nhiễm. Nghe tiếng, sau một lát yên lặng, Kỳ Tu Nhiễm mới lên tiếng, cũng được. Sau khi cáo từ cùng với viện trưởng Xích Diễm, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La chủ, xin mời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kỳ Tu Nhiễm và Tu La chủ hai người, một chữ cũng không nói, nhưng lại cùng nhau sóng vai rời đi. Trên lôi đài, Diệp Oản Oản không còn gì để nói, hai người kia, sao cứ thấy có gì đó sai sai. Chỉ bất quá, khiến cho trong lòng Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút chính là, Tu La chủ. Nhận ra mình, nếu như, Tu La chủ cũng không phải là Tư Dạ Hàn, làm sao có thể nhận ra kiểu trang điểm da mặt, ma chê quỷ hơn, này của mình. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ sâu xa làm gì, cũng đã gần như có thể xác định chắc chắn, Tu La chủ chính là Tư Dạ Hàn. Suy nghĩ thêm nữa, cũng không có ý nghĩa gì lắm. Lúc này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ. Cuộc tỉ thí này, vì đã lập kỷ lục mới nên được 5.000 điểm cống hiến, đoạt quán quân là 10.000 điểm. Lại cộng thêm số điểm hoàn thành hai nhiệm vụ cấp A là thêm 10.000 điểm nữa, tạm thời trước mắt mình đã có được tổng cộng 25.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Thoạt nhìn tổng số điểm này cũng không tệ, nhưng mà, đến tột cùng thì những điểm số này, dùng để làm gì? Oản Oản, qua đây. Giờ phút này, cùng lão ngồi ở khu khách quý, mở miệng cười thật hiền, gọi Diệp Oản Oản. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lập tức đi tới bên cạnh cung lão, cười khanh khách đáp lại, sư phụ. Ừ, Oản Oản, lần này con tham gia tỉ thí luận bàn võ đạo, thực sự là hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của vi sư. Vừa phá một kỷ lục, lại còn giành được vị trí quán quân. Cung lão nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vui vẻ, tán thưởng. Sư phụ, con cũng nào có tài cán gì, đều là nhờ mấy vị sư huynh sư tỷ kia nhường con, cố ý nhận thua. Nếu không, con làm sao có thể nhận được vị trí dẫn đầu được? Diệp Oản Oản cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, trưởng lão Lôi Hạ cách đó không xa, ung dung thản nhiên nhìn về phía bên này một cái. Cuối cùng mấy người kia là nhường Diệp Oản Oản, nhưng còn đồ đệ của hắn, một người bị Diệp Oản Oản đánh chết, một người bị Diệp Oản Oản đánh cho trọng thương. Ha ha, được được được, không kiêu không gấp, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Cung lão mở miệng cười. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, cung lão lại tiếp lời, Oản Oản, bây giờ con đã có được 25.000 điểm cống hiến lính đánh thuê, đã có thể tăng cấp bậc lính đánh thuê của mình rồi. 25.000 điểm, có thể dễ dàng thăng cấp lên cấp A. Nghe cung lão giải thích, Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu được, tại học viện Xích Diễm, muốn trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao, hưởng thụ đãi ngộ cực cao, trừ việc thực lực bản thân cần xứng đáng ra, cần phải có đủ điểm cống hiến. 25.000 điểm có thể thăng lên làm lính đánh thuê cấp A, còn cấp S thì cần có 50.000 điểm cống hiến. Dĩ nhiên, nếu như thực lực của bản thân chưa đủ, muốn lấy được đủ số lượng điểm cống hiến, là chuyện không tưởng. Thông thường, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ cấp A đỉnh cấp, cũng bất quá chỉ nhận được mấy ngàn điểm lính đánh thuê vinh dự mà thôi. Nếu như có đủ thực lực, liền có thể càn quét bảng nhiệm vụ. Việc trở thành cấp A hoặc cấp S, cũng không mấy khó khăn. Mà điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự,
ngoài việc dùng để thăng cấp bậc ra, còn có quá nhiều tác dụng khác. Tỷ như, có thể nhờ viện trưởng Xích Diễm giúp mình chế tạo vũ khí, thuê những học viên cực kỳ cao cấp của học viện Xích Diễm, v.v. tại học viện Xích Diễm, điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, đại biểu cho hết thảy. Chương 1699, bị mất một đoạn ký ức. Oản Oản, trước tiên con hãy thăng lên cấp A, sau đó làm nhiều nhiệm vụ một chút. Nhiều nhất 2 tháng, liền có thể trở thành lính đánh thuê cấp S. Cung lão cười nói. Nghe cung lão nói vậy, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Trước đó vẫn không cảm nhận được sự quý giá của điểm cống hiến lính đánh thuê, nhưng sau khi nghe cung lão giải thích, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện ra, tác dụng của điểm cống hiến, thật sự là quá lớn. Sư phụ, trước tiên con tạm thời chưa cần thăng cấp bậc lính đánh thuê. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, lúc này mới nói với cung lão. Con nói cái gì? Chân mày cung lão nhíu lại, không thăng cấp bậc lính đánh thuê. Lính đánh thuê cấp D và lính đánh thuê cấp A, đãi ngộ chênh lệch nhau cả ngàn vạn lần. Không biết, điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự của con. Có thể mời viện trưởng đại nhân, giúp con một chuyện hay không? Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để tự mình khôi phục lại ký ức, chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu như, viện trưởng Xích Diễm đồng ý giúp đỡ, cơ hội hồi phục lại trí nhớ là rất lớn. Đương nhiên là có thể. Không chờ cung lão mở miệng, viện trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Oản Oản cười nói, kỹ thuật chế tạo vũ khí của ta, cũng rất tốt đấy. Oản Oản, kỹ thuật chế tạo vũ khí của viện trưởng, là số một tại Độc Lập Châu. Nếu như con muốn có một loại vũ khí phù hợp với bản thân, dùng điểm cống hiến để nhờ viện trưởng hỗ trợ, vi sư cũng đồng ý. Dĩ nhiên, trừ chế tạo vũ khí ra, con cũng có thể đề nghị viện trưởng giúp đỡ con ở đủ các phương diện, bao gồm cả truyền thụ kỹ năng võ thuật. Cung lão cười nói. Sư phụ, con có thể nói chuyện riêng với viện trưởng một lát được không? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Có thể, lần này là do viện trưởng Xích Diễm trả lời. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi theo viện trưởng Xích Diễm, đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Học viên Diệp, nói đi. Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Viện trưởng, thật không dám giấu giếm. Tôi biết đến năng lực thôi miên của viện trưởng, cho nên muốn mời viện trưởng giúp tôi thôi miên. Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy kiên định. Thôi miên. Nghe yêu cầu của Diệp Oản Oản, viện trưởng Xích Diễm hơi sững sờ. Quả thực có không ít học viên tìm mình nhờ giúp thôi miên, đa phần đều là vì đau khổ vì tình, nên muốn chôn chặt những ký ức về tình yêu này. Nhưng vị học viên trước mặt này, đoán chừng, hẳn là không thể nào rơi vào trường hợp đau khổ vì tình đi. Học viên Diệp, tìm ta thôi miên, đều do đau khổ vì tình, muốn chôn chặt những ký ức đau khổ kia. Học viên Diệp chẳng lẽ cũng vì loại nguyên nhân này sao? Viện trưởng Xích Diễm có chút nghi hoặc hỏi dò. Diệp Oản Oản, thật giống như, không phải. Viện trưởng, là như vậy, tôi bị mất một đoạn ký ức, muốn mời viện trưởng giúp tôi khôi phục lại đoạn ký ức bị đánh mất kia. Diệp Oản Oản không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Bị mất một đoạn ký ức. Nghe tiếng, chân mày viện trưởng Xích Diễm hơi hơi nhướn lên. Đang êm đẹp, làm sao lại bị mất ký ức được cơ chứ? Cho nên, học viên Diệp muốn dùng điểm cống hiến để cho ta sử dụng thuật thôi miên, xem thử có thể khôi phục lại đoạn ký ức kia của cô hay không. Viện trưởng Xích Diễm như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, chính là ý này, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Học viên Diệp, trước tiên cứ nằm xuống đã. Viện trưởng Xích Diễm để cho Diệp Oản Oản nằm trên ghế salon. Viện trưởng Xích Diễm ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, thật giống như đang tán gẫu cùng với Diệp Oản Oản. Sau đó, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu phục cổ. Ở dưới sự chỉ đạo của viện trưởng Xích Diễm, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cây kim chỉ dây của đồng hồ bỏ túi, hơn nữa không ngừng trả lời một số câu hỏi của viện trưởng Xích Diễm đưa ra. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ một chớp mắt trôi qua, lại cũng giống cả một thế kỷ dài vô tận. Diệp Oản Oản đầu óc mê man, đã mất đi ý thức. Chương 1700, đoạn ký ức đáng sợ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Diệp Oản Oản phảng phất như nhìn thấy chính mình trở về lại lúc còn tấm bé. Cạnh dòng suối nhỏ, một vị lão nhân khí tức thập phần cao cao tại thượng, mặt đầy uy nghiêm, chậm rãi đi tới bên cạnh cô bé, hơi hơi khom người xuống, ôm cô bé vào trong ngực. Ông ngoại, con nhớ cha mẹ rồi, con muốn trở về nhà. Trong đôi mắt trong suốt của cô bé, hiện ra một lớp sương mù trôi lãng đãng. Nhưng mà, ông lão lại lắc đầu một cái,
nhìn về phía cô bé, thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, cha mẹ của con đã sớm chết rồi. Sau này, con đi theo ông ngoại, nương tựa lẫn nhau, không cần tiếp tục suy nghĩ về cha mẹ của mình, có biết không? Không, ông ngoại, con nhớ cha mẹ. Lớp sương mù trong mắt cô bé hóa thành nước mắt, tí tách rơi. Ông lão không để ý tới cô bé nữa, ôm lấy cô bé nhanh chân đi về phía trước. Hồi lâu sau, lúc này ông lão mới lên tiếng, nói, Vô Ưu, con nhớ kỹ, ông ngoại đặt tên cho con là Vô Ưu, là hy vọng con vĩnh viễn vui vẻ sung sướng, không buồn không lo. Mà cha mẹ của con, căn bản không xứng làm cha mẹ. Nhất là mẹ của con, lại vì cha con, tình nguyện đối nghịch cùng với ta. Vô Ưu, con nói xem, bọn chúng bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như vậy, có tư cách gì mà làm cha và mẹ của con. Ngày sau, không nên nhắc lại bọn chúng, con cứ coi như là bọn chúng chết hết rồi. Ông ngoại sẽ chăm sóc con thật tốt, tại thế giới này, ai cũng không thể khiến cho tiểu Vô Ưu của ta chịu chút ủy khuất mảy may nào. Hội trưởng, chúng ta phải đi rồi. Chỉ chốc lát sau, mấy người đàn ông trung niên tới chỗ này, nhìn ông lão, thần thái ngữ khí cực kỳ cung kính, đón cô bé và ông lão vào trong xe. Đang lúc này, đầu của Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy vô cùng tê liệt đau đớn. Hình ảnh chuyển đổi, toàn thân nàng toàn máu tươi, quỳ ở trên mặt đất, trong mắt hiện ra nỗi hoảng sợ và thần sắc không cách nào tin tưởng được. Đó là một loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực làm cho người ta khó mà tin được, dường như so với việc thế giới bị hủy diệt, còn đáng sợ hơn. A! Diệp Oản Oản thét lên một tiếng đầy kinh hãi, đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt ra, từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái. Vào giờ phút này, toàn thân Diệp Oản Oản đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, từ đầu đến chân, đến quần áo, thật giống như mới bỏ ra từ trong chum nước vậy. Cảm giác làm người ta tuyệt vọng và hoảng sợ đến cực hạn này, vẫn còn lẩn quẩn ở trong đầu Diệp Oản Oản không tan biến. Nàng thề, đời này, chưa bao giờ có loại cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ làm cho nàng không cảm nào chịu đựng được đến như vậy. Tỉnh rồi. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nghĩ sâu, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở trên ghế làm việc cách đó không xa, hớp một ngụm trà xanh, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản không chớp lấy một lần. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, dùng bàn tay phải vỗ vỗ đầu mình một cái, loại đau đớn tê liệt này, thật khó mà diễn tả được cho người ngoài. Sớm lúc trước, Diệp Oản Oản còn đang hoài nghi, với thủ đoạn của viện trưởng Xích Diễm, đến tột cùng có thể giúp mình khôi phục lại ký ức hay không. Lúc này xem ra, sự lo lắng của mình là dư thừa. Lần này, lượng tin tức mình lấy được, so với ngày trước càng thêm rõ ràng. Thậm chí, mình có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của ông ngoại. Hơn nữa, những ký ức ngày trước vốn đứt quãng, mà ngày nay, lại là những ký ức nối liền nhau. Diệp Oản Oản trước đó còn đang nghi ngờ, vì sao ông ngoại trong trí nhớ của nàng, luôn nói với nàng, cha mẹ của nàng đã không còn ở nhân thế. Mà trải qua lần thôi miên này, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã biết được. Ở trong đoạn ký ức liền mạch này, thái độ của ông ngoại đối với Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ rất là bất mãn. Thật giống như cha mẹ đã làm ra chuyện gì đó, chọc giận ông ngoại. Cho nên, ông ngoại mới có thể nói, xem như cha mẹ nàng đã chết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1701, có thể bỏ tiền mua sao? Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho ông ngoại coi thường Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ như thế? Một điểm này, Diệp Oản Oản không biết được. Còn nữa, mơ hồ nhớ đến, cuối cùng, có mấy người đàn ông trung niên, cực kỳ cung kính và tôn trọng ông ngoại, gọi ông ngoại là hội trưởng. Hội trưởng gì nhỉ? Học viên Diệp. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang suy nghĩ miên man, viện trưởng Xích Diễm ngồi trên ghế làm việc, gọi nàng. Lúc này, Diệp Oản Oản thu liếm lại tâm trạng, nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, viện trưởng đại nhân. Thủ đoạn thôi miên của ngài, thật là vô cùng lợi hại. Nếu như, viện trưởng có thể nguyện ý trợ giúp mình, vậy thì trí nhớ của nàng nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Học viên Diệp, đúng như trước đó cô có nói, trí nhớ của cô, đích xác là bị mất rất nhiều. Giờ phút này, viện trưởng Xích Diễm có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói đúng ra, đây cũng không phải là bị mất đi ký ức, mà hình như là ký ức bị thay thế. Chuyện này, bản thân cô có biết không? Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, viện trưởng đại nhân, chuyện này tôi đã biết rõ. Cho nên, tôi muốn nhờ viện trưởng giúp tôi khôi phục lại đoạn ký ức thuộc về chính mình. Viện trưởng Xích Diễm uống một hớp trà trong ly, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Oản Oản,
toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng chỉ có mình ta, có thể giúp học viên Diệp khôi phục lại ký ức thôi. Đa tạ viện trưởng đại nhân, lúc này, trong mắt của Diệp Oản Oản hiện ra một vẻ kích động đến tột độ. Nàng đoán không sai, viện trưởng Xích Diễm, quả thực có năng lực này. Chỉ cần mình có thể khôi phục lại ký ức, như thế, hết thảy tất cả mọi thứ, cũng sẽ có chân tướng rõ ràng. Chớ vội cảm ơn ta, viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười nói, có thể nhìn ra, học viên Diệp là một người vô cùng coi trọng quy tắc, trùng hợp ta cũng là người như vậy. Nếu học viên Diệp muốn khôi phục lại ký ức, cũng cứ dựa theo quy tắc mà làm đi. Diệp Oản Oản, tôi cũng không tôn trọng quy tắc lắm đâu. Cái gọi là coi trọng quy tắc trong miệng của viện trưởng, chính là mấy câu nói ngụy biện rằng nàng vô tội sau khi đã giết chết Mạnh Thiên trên lôi đài. Thật là tự mình đào hố cho mình nhảy vào mà. Lời của mình đã nói, chung quy không thể tự đá vào mông của mình. Diệp Oản Oản chỉ có thể mặt đầy mộng bức mà thừa nhận, viện trưởng đại nhân nói đúng, tôi đúng là vô cùng coi trọng quy tắc. Vậy, xin hỏi viện trưởng đại nhân, để khôi phục lại ký ức, tôi cần làm theo quy tắc gì? Dựa theo quy tắc của học viện Xích Diễm, tìm ta chế tạo vũ khí hoặc hướng dẫn, đều cần 25.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự một lần. Thôi miên hơi tốn một chút công phu, cần tốn 50.000 điểm. Mà dựa theo tình huống của học viên Diệp, cần phải trải qua thôi miên ít nhất 3 lần nữa, cũng chính là cần ít nhất 150.000 điểm cống hiến. Lần này giá cũng là 50.000, học viên Diệp, trước mắt cô còn thiếu nợ 25.000 điểm cống hiến. Viện trưởng Xích Diễm cười nói. Diệp Oản Oản, vì sao lại có loại cảm giác sống không bằng chết? 150.000 điểm cống hiến, lại cộng thêm mình đang nợ 25.000 điểm, cộng lại chính là 175.000 điểm đấy. Con mẹ nó mình biết đào đâu ra 175.000 điểm cống hiến đây? Đây không phải là đòi mạng của mình sao? Loại nhiệm vụ có độ khó cao đến cấp A giống như đánh bại Bắc Đấu hay Thất Tinh, chỉ bất quá trị giá 5.000 điểm. Loại nhiệm vụ siêu nguy hiểm cấp S, hoàn thành một lần, phỏng chừng cũng chỉ trị giá có 10.000 điểm. Cũng không phải mỗi một nhiệm vụ đều dễ dàng như lần này, trừ phi là loại nhiệm vụ siêu cấp nguy hiểm, mới có thể thu được điểm cống hiến kha khá một chút. 175.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Lại nói, những điểm số này, có thể bỏ tiền mua sao? Chương 1702, khất nợ. Giống như Thẩm gia đại công tử, tại học viện Xích Diễm, khởi bước liền là lính đánh thuê cấp S. Vậy gã Thẩm đại công tử làm thế nào lấy được điểm cống hiến lính đánh thuê, chuyển từ cấp D lên thẳng cấp S? Diệp Oản Oản không tin, Thẩm đại công tử sẽ tự mình làm nhiệm vụ để lấy được điểm cống hiến. Nếu như, điểm cống hiến lính đánh thuê, có thể dùng tiền để mua, vậy thì thuận lợi hơn rất nhiều, 175.000 điểm cống hiến, cũng không thành vấn đề. Viện trưởng đại nhân, hay là, ngài trước tiên giúp tôi khôi phục lại ký ức, số điểm 175.000 còn lại, cho khất nợ. Ngài cảm thấy có được hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, cười lấy lòng. Khất nợ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, viện trưởng Xích Diễm hơi sững sờ. Ở bên trong học viện Xích Diễm, đây là lần đầu tiên có người dám đề cập với ông loại yêu cầu này. Diệp Oản Oản đã thiếu nợ 25.000 điểm cống hiến, chuyện này tại học viện Xích Diễm, coi như là tiền lệ đầu tiên. Nhà đầu này, đã được voi lại đòi tiên, đòi thiếu thêm 150.000 điểm nữa, quả thật là yêu cầu vô căn cứ. Không thể, cô đã thiếu nợ 25.000 điểm cống hiến, trước hết phải trả hết nợ đi đã. Sau đó cũng không thể khất nợ được. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nghiêm nghị nói. Được rồi, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ. Khất nợ thì đã sao, mình có phải là quyệt nợ đâu. Nếu như mình có thể khôi phục lại ký ức, kiếm chút điểm cống hiến vinh dự này, có thành vấn đề đâu. Diệp Oản Oản vốn định báo cho viện trưởng, chính mình đến tột cùng là ai, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Oản Oản vẫn quyết định giữ lại. Thân phận của mình. Nàng cũng không muốn báo ngay cả sư phụ cung lão, chỉ sợ sẽ gây ra những tranh chấp không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy, cáo từ viện trưởng Xích Diễm. Việc cần thiết trước mắt, vẫn là phải đi gom nhiều điểm cống hiến của học viện Xích Diễm một chút. Chỉ cần 175.000 điểm, liền có thể khôi phục lại ký ức của mình. Rất nhanh, Diệp Oản Oản rời khỏi phòng viện trưởng, nhanh chân đi về khu phân phối nhiệm vụ. Giờ phút này, chung quanh khu phân phối nhiệm vụ đã sớm đông nghìn nghịt toàn người là người. Hai ngày nay lại có thêm không ít nhiệm vụ mới, hơn nữa, điểm khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng hết sức không tệ.
Con bà nó, Diệp Oản Oản đến rồi. Lúc này, mấy vị lính đánh thuê cấp A đang tán gẫu, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản nhanh chân đi về phía này, toàn bộ đều sửng sốt. Từ sau đại hội tỷ thí luận bàn võ đạo năm nay, Diệp Oản Oản có thể nói là nhất chiến thành danh. Bây giờ ở bên trong học viện Xích Diễm, nói chung cũng có danh tiếng không nhỏ. Diệp Oản Oản tỷ. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, mấy vị lính đánh thuê cấp A lập tức xẻ tới trước mặt Diệp Oản Oản, ai ai cũng nhiệt tình như lửa cháy. Thấy vậy, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Sau khi đi tới học viện Xích Diễm, đừng nói những vị lính đánh thuê đẳng cấp cao này, coi như là những vị lính đánh thuê cấp C, cũng chưa từng bao giờ cấp thể diện cho nàng như vậy. Quả nhiên, tại loại địa phương như Độc Lập Châu, cho dù là bên trong học viện lính đánh thuê, cũng đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Không có thực lực, cũng sẽ không một ai phản ứng lại với mình. Nhưng nếu cho thấy có đủ thực lực, lại hoàn toàn bất đồng. Oản Oản tỷ, cô thật là lợi hại, hai tên Mạnh Thiên và Mạnh Khả đó, quả thật là chính là xúc sinh. Oản Oản tỷ đánh chết Mạnh Thiên, làm trọng thương Mạnh Khả, quả là giúp cho người người sảng khoái. Một vị lính đánh thuê cấp A trong đám, nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Đông đảo đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ kéo bè kết phái, ở trong học viện Xích Diễm, rất nhiều lính đánh thuê cao cấp đều hùa vào cùng một phe với đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ. Trong ngày thường, cơ hồ không một ai dám đi trêu chọc đám người Mạnh Thiên. Nhìn thấy phản ứng của những học viên lính đánh thuê cấp A này, Diệp Oản Oản đã biết rõ được một điều, chỉ sợ đám người Mạnh Thiên và Mạnh Khả này, bình thường tại học viện Xích Diễm cũng đã quá ngang ngược rồi. Chương 1703, nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không lấy làm kỳ quái. Đám người Mạnh Thiên, dù sao cũng là đệ tử trưởng lão, thực lực bản thân lại không tầm thường, thì làm sao có thể để đám lính đánh thuê có đẳng cấp thấp vào trong mắt. Oản Oản tỷ, bất quá cô ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mạnh Thiên và Mạnh Khả hai người kia, trong số đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, căn bản là không đáng nhắc tới. Những đệ tử thực sự lợi hại của trưởng lão Lôi Hạ, đều không tham gia tỷ thí luận bàn võ đạo lần này. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi nói với Diệp Oản Oản. Nghe lời khuyên này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Mạnh Thiên và Mạnh Khả, vậy mà chỉ là đệ tử yếu kém trong tay trưởng lão Lôi Hạ thôi sao? Chuyện này làm sao có thể? Hẳn sẽ không phải là vậy chứ? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút, hướng về lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi, gã Mạnh Thiên đó, không phải là nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ sao, làm sao có thể yếu? Lúc này, lính đánh thuê trẻ tuổi lại lắc đầu một cái, giải thích, Oản Oản tỷ, tại học viện Xích Diễm chúng ta, những học viên nhận trưởng lão làm sư phụ, đều tính theo thời gian. Ai bái sư sớm nhất, người đó chính là sư huynh. Cũng như Mạnh Thiên, thời gian bái trưởng lão Lôi Hạ làm sư phụ tương đối sớm, cho nên Mạnh Thiên mới được gọi là nhị đệ tử. Mà mấy vị đệ tử thiên tài được nhận vào sau này, căn bản không thuộc đẳng cấp mà Mạnh Thiên có thể so sánh. Đúng đúng đúng, nói không sai chút nào. Đại đệ tử, tam đệ tử, còn có tiểu đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, thực lực đều mạnh đến đáng sợ. Rất nhiều lính đánh thuê cấp S, đều bị bọn họ coi như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Oản Oản tỷ, cô phải tuyệt đối chú ý cẩn thận một chút. Mấy ngày nay, mấy vị đệ tử thực lực cường hãn kia của trưởng lão Lôi Hạ, đều đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài rồi. Nhưng bất quá, đợi sau khi bọn họ trở về, biết cô giết chết Mạnh Thiên, đánh trọng thương Mạnh Khả. Hậu quả khó mà lường được. Mặc dù mấy vị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ cũng rất coi thường Mạnh Thiên và Mạnh Khả, nhưng việc cô đã làm cũng đồng nghĩa với vả vô mặt của bọn họ. Tôi phỏng chừng mấy người kia sẽ không buông tha cho cô. Một trong số những người lính đánh thuê đầy thiện ý nhắc nhở Diệp Oản Oản. Đối với điều này, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, tỏ ý đã hiểu. Nếu đúng như những gì mấy vị lính đánh thuê này dặn dò, thời gian sắp tới mình vẫn là nên cẩn thận một chút. Hiện nay, chính mình còn chưa khôi phục lại được ký ức, thực lực đỉnh cao của năm đó, tự nhiên là không cách nào thi triển được. Biện pháp duy nhất là chỉ có thể dựa vào say rượu, miễn cưỡng khôi phục lại một chút. Nhưng mà, viện trưởng Xích Diễm trước đó đã định ra quy tắc rõ ràng. Nếu như sau khi mình uống rượu lại gây ra đại họa gì đó, chỉ sợ là không có biện pháp nào chống chế. Cảm ơn các vị đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản nở một nụ cười đầy thân thiện, nói với các vị lính đánh thuê cấp A chung quanh mình. Đúng rồi, Oản Oản tỷ, đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, cùng với những lính đánh thuê hàng đầu khác, từ trước đến giờ luôn bất hòa, đã nhiều lần đánh nhau để sứt đầu bể trán, không đội trời chung.
Nếu như Oản Oản tỷ thật sự cảm thấy không yên lòng, hoàn toàn có thể gia nhập vào một phe, vậy là xong. Một vị cấp A nâng cầm lên, giúp Diệp Oản Oản xuất mưu bày kế. Nghe lời khuyên này, Diệp Oản Oản yên lặng trong chốc lát, cũng không lên tiếng. Mình gia nhập học viện xích diễm, cũng không phải là để gây rối. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải nhận nhiều nhiệm vụ một chút, đạt được đủ số điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mới là mục đích chủ yếu. Chia bè kéo phái gì gì đó, Diệp Oản Oản không có chút hứng thú nào, cũng cho là không cần phải như thế. Oản Oản tỷ, bây giờ cô đang tới nhận nhiệm vụ sao? Rất nhanh, một vị lính đánh thuê cấp A nữ, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, muốn tiếp nhận một số nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nói rõ mục đích. Chương 1704, cái gì gọi là hung tàn? Oản Oản tỷ, cô muốn trực tiếp chạy nước rút lên cấp S sao? Vị lính đánh thuê nữ hơi có chút khó hiểu nhìn Diệp Oản Oản. Theo lý thuyết, số điểm cống hiến Diệp Oản Oản nhận được, đã đủ cho nàng lên tới cấp A. Nhưng mà giờ phút này, trang phục Diệp Oản Oản mặc, vẫn là đồng phục lính đánh thuê cấp D, cấp thấp nhất của học viện xích diễm. Cô hỏi Oản Oản tỷ nhiều như thế để làm cái gì? Đừng có tò mò chuyện riêng của người khác như vậy. Oản Oản tỷ không sử dụng điểm cống hiến để thăng cấp, vậy khẳng định là có dụng ý riêng của Oản Oản tỷ. Một lính đánh thuê cấp A trong đám nói. Nghe vậy, lính đánh thuê cấp A nữ lườm người đó một cái. Cái tên nịnh bợ này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đi về phía trước. Mấy vị lính đánh thuê cấp A thì lại đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Sau khi thấy Diệp Oản Oản xuất hiện tại khu phân phối nhiệm vụ của học viện xích diễm, không ít lính đánh thuê bốn phía rối rít tụm đầu lại quan sát Diệp Oản Oản. Ồ, Diệp Oản Oản, con bà nó, tôi mới vừa làm nhiệm vụ quay trở lại, đã nghe nói nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, bị một vị đệ tử cung lão mới thu nhận giết chết. Nghe nói đệ tử mới của cung lão tên là Diệp Oản Oản, sẽ không phải là cô ấy đấy chứ? Còn có thể không phải là cô ấy sao? Chỉ là một lính đánh thuê cấp D, ở trên lôi đài cuồng lộng đến cực hạn, nhất định đòi lấy một chọi hai, đồng thời chống lại Mạnh Thiên và Mạnh Khả hai vị học viên cấp S. Kết quả, Mạnh Thiên bị cô ấy giết tại chỗ, Mạnh Khả bị trọng thương. Mấy chục trận đấu không một lần bại, phá vỡ kỷ lục của Nhiếp Linh Lung sư tỷ về số trận thắng liên tục, lại còn đoạt giải quán quân. Hung tàn như vậy. Cậu không có mặt ở đó, chỉ có khi chứng kiến tận mắt mới hiểu cái gì gọi là hung tàn. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới nơi này, nguyên bản mọi người vốn đang rì rầm xôn xao, liền vội vàng ngậm miệng lại. Một số học viên lính đánh thuê cấp C và D ở đây, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, theo bản năng thối lui về hai bên, nhường đường đi cho nàng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đang nhìn về phía bảng thông báo nhiệm vụ. Đại đa số đều là nhiệm vụ cấp B và C, sau khi hoàn thành, số điểm cống hiến khen thưởng cũng chỉ từ 100 đến 400 tùy nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ cấp B và C này, lãng phí thời gian không nói, số điểm cống hiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ từ 100 đến 400 mà thôi. Quả thực là vô cùng thê thảm. Nếu như mình làm loại nhiệm vụ cấp B hay C này, muốn góp đủ 175.000 điểm cống hiến, phỏng chừng làm đến khi tóc bạc trắng mất thôi. Nhiệm vụ cấp B và C, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ qua một bên, đời này cũng không có khả năng nhận. Về phần nhiệm vụ cấp A, loại thông thường cũng chỉ khoảng hơn 1.000 điểm cống hiến, loại trung đẳng từ 2.000 đến 3.000, loại hàng đầu từ 4.000 đến 6.000 điểm. Mà số điểm này, đối với Diệp Oản Oản mà nói, cũng chỉ tạm chấp nhận được. Nhưng nếu như mình chỉ tiếp nhận nhiệm vụ cấp A mà thôi, thì cũng không ổn lắm. Giả sử như tính trung bình 2.500 điểm một nhiệm vụ, nếu như mình muốn gom đủ 175.000 điểm, Diệp Oản Oản cần phải hoàn thành 70 nhiệm vụ cấp A. Nếu như chỉ làm nhiệm vụ cấp A, khẳng định là không thực tế. Muốn gom đủ số điểm cống hiến lính đánh thuê, hơn nữa còn trong thời gian ngắn, vậy chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ cao cấp, cấp S, cấp S cộng, thậm chí là nhiệm vụ cấp SS. Mà những nhiệm vụ này, đối với Diệp Oản Oản giai đoạn hiện tại, lại có độ khó quá lớn. Nhiệm vụ cấp S, lấy được một sợi tóc của Tu La Chủ, sau khi hoàn thành khen thưởng 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy được đồ vật tùy thân của Kỳ Hoàng, một chiếc nhẫn đồng cổ, sau khi hoàn thành khen thưởng 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Chợt Diệp Oản Oản nhìn thấy một nhiệm vụ nọ, con người nàng hơi co rụt lại, há hốc mồm khó mà tin nổi. Chương 1705, vui thích.
Nhiệm vụ cấp SSS, giết chết cẩu tạp chủng, khen thưởng điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, 100 triệu. Diệp Oản Oản trợn tròn mắt, đếm lại mấy lần, xác định mình không hề đếm sai, 100 triệu. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nuốt nước miếng một cái. Nhiệm vụ cấp SSS, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Đây chẳng lẽ là một cấp bậc nhiệm vụ mới, có độ khó được thiết lập dành riêng cho Dịch Thủy Hàn tại Độc Lập Châu sao? Còn nữa, 100 triệu điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự là cái quỷ gì? Thế này cũng quá khoa trương rồi. Chỉ bất quá, loại nhiệm vụ cấp SSS này, theo Diệp Oản Oản là thập phần hài hước. Tại Độc Lập Châu, ai có thể giết chết cẩu tạp chủng Dịch Thủy Hàn? Loại nhiệm vụ căn bản là không thực tế này, đừng nói là 100 triệu điểm cống hiến, cho dù có là 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, bước nhanh về phía trước, ngay trước mắt mọi người, tiện tay xé xuống 3 tờ giấy niêm phong. Nhiệm vụ cấp S, lấy được tóc của Tu La Chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy được đồ vật tùy thân của Kỳ Hoàng, một chiếc nhẫn đồng cổ, sau khi hoàn thành khen thưởng 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, đánh tan nhóm lính đánh thuê đào ngũ, nhận được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Hai nhiệm vụ liên quan tới Tu La Chủ và Kỳ Tu Nhiễm rất đáng tiền, nếu như có thể hoàn thành, trong nháy mắt nàng liền có 20.000 điểm cống hiến rồi. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây, có chút vui thích trong lòng. Khen thưởng của nhiệm vụ cấp A mặc dù có hơi ít, nhưng bất kể như thế nào, con ruồi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt. Mà mình thì đằng nào cũng phải sớm trở về Hoa Quốc, có thể mượn cớ này và tiện đường làm nhiệm vụ luôn. Thời hạn đến nửa năm của vụ án mạng kia, đã không còn bao nhiêu thời gian. Hành trình quay trở lại Hoa Quốc, phải càng nhanh càng tốt, đã không còn có biện pháp tiếp tục trì hoãn nữa rồi. Cha Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm còn lại không nhiều thời gian. Bọn họ còn đang đợi mình. Trừ chuyện của cha Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm cần giải quyết ra, còn có chuyện khác cũng cần nàng xử lý sớm. Mà trừ Diệp Gia Gia, còn phải nhìn một chút xem hiện tại Tư Gia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hiểu được chính là, nếu như Tu La Chủ thật sự là Tư Dạ Hàn, rõ ràng sẽ biết được tình hình của Tư Gia. Với năng lực của Tu La Chủ, hoàn toàn có thể dùng một ngón tay đem bọn phản loạn Tư Gia nghiền thành cặn bã. Vì sao anh ta lại thờ ơ không động lòng? Người bên cạnh thì không nói. Tu La Chủ không thèm quan tâm, Diệp Oản Oản có thể hiểu được. Nhưng mà thời điểm Diệp Oản Oản ở tại Hoa Quốc từng nghe rằng tình cảnh của bà nội cũng không được ổn lắm. Nếu như Tu La Chủ là Tư Dạ Hàn mà nói, vì sao ngay cả bà nội mình mà anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới? Không quan tâm tới bà nội ruột của chính mình, Diệp Oản Oản quả thực có chút không cách nào hiểu nổi. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang trầm ngâm, chung quanh lại rối loạn tưng bừng. Con bà nó, Tử Thần sư huynh trở lại rồi. Trời đất, trận chiến này. Người kia chính là Tử Thần sư huynh của học viện Xích Diễm chúng ta. Toàn bộ học viện Xích Diễm, chỉ sợ rằng danh tiếng của Tử Thần sư huynh là lớn nhất rồi đi. Nào chỉ là Tử Thần, anh ta còn là người thừa kế một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia đại công tử. Trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Thẩm gia là thế gia đặc thù nhất. Gia tộc này dựa vào tài phú kinh người mà hô phong hoán vũ tại Độc Lập Châu. Mà tam đại học viện của Độc Lập Châu, cơ hồ đều có liên hệ mật thiết cùng với Thẩm gia. Vô luận là học viện Xích Diễm, hay là học viện Tinh Dương, đều được Thẩm gia dùng tiền bạc tài trợ. Thẩm gia chủ có hai đứa con trai, một đứa con gái, phân biệt học tập tại tam đại học viện lính đánh thuê. Mà Thẩm gia đại công tử, học tại học viện Xích Diễm. Ở trong tam đại học viện lính đánh thuê, trừ những vị lính đánh thuê hàng đầu có thực lực khủng bố ra, thì người không thể trêu chọc nhất, chỉ còn lại ba vị đại lão của Thẩm gia mà thôi. Chương 1706, một ngón tay bóp chết. Vào giờ phút này, mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu canh giữ ở bên cạnh Thẩm gia đại công tử. Chỉ thấy Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngạo nghễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ nhanh chân đi về bên này. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn Thẩm gia đại công tử. Dáng điệu này, quả thực là không nhỏ nha. Tử Thần sư huynh. Sau khi nhìn thấy Thẩm gia đại công tử, Trương Tác Niên bỗng nhiên vọt ra, trực tiếp đi thẳng về phía hắn ta. Nhưng mà, còn không đợi Trương Tác Niên đến gần Thẩm đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu lại đột nhiên bước ra. Ánh mắt đầy lạnh giá, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, lạnh lùng nói, cút.
Nghe vậy, Trương Tác Niên hơi sững sờ, liền vội vàng lên tiếng nói, vị sư huynh này, hiểu lầm. Tôi và tử thần sư huynh là bằng hữu. Trương Tác Niên vừa dứt tiếng, lính đánh thuê cấp S hàng đầu nhìn về Thẩm gia đại công tử ở sau lưng, ông chủ. À không, tử thần sư huynh, ngài có quen tên học viên lính đánh thuê cấp C này sao? Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, sau một thoáng trầm tư, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Tử thần sư huynh, là tôi đây, tôi tên là Trương Tác Niên, trước đó, anh còn từng khen tôi đấy. Từng khen ngươi, Thẩm gia đại công tử liếc nhìn Trương Tác Niên một cái, vậy ngươi còn nhớ, ta khen ngươi như thế nào không? À, tử thần sư huynh, lúc đó anh nói, tôi thật đúng là một con tiểu quỷ lưu manh. Trương Tác Niên suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thật. Ồ, ta nhớ ra rồi, Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tử thần sư huynh, trước đó không phải là anh nhờ tôi giúp anh canh chừng kỹ lưỡng gã Mạnh Thiên sao? Trương Tác Niên cười xuề xòa lấy lòng. Trước đó vài ngày, bởi vì Mạnh Thiên lên tiếng kiêu ngạo, cho nên đắc tội với Thẩm đại thiếu gia. Cho nên, Thẩm đại thiếu gia mới để cho một gã lính đánh thuê cấp C giúp mình canh chừng nhất cử nhất động của Mạnh Thiên. Chờ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình ở ngoài, mới trở về thu thập Mạnh Thiên. Tiểu quỷ lưu manh, con chó chết Mạnh Thiên kia trốn ở chỗ nào, hôm nay tử thần sư huynh của ngươi nhất định phải chơi chết hắn. Thẩm gia đại công tử nói xong, đảo mắt nhìn qua các vị lính đánh thuê cấp S đứng hàng đầu ở chung quanh mình, các vị ca ca, không thành vấn đề gì chứ. Nghe Thẩm gia đại công tử nói vậy, một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu trong đám cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, ông chủ. Không, tử thần sư huynh, ngài yên tâm đi, cái loại lính đánh thuê cấp S bất nhập lưu giống như Mạnh Thiên này, tôi có thể dùng một ngón tay bóp chết hắn. Tử thần sư huynh, ngài muốn để cho Mạnh Thiên chết như thế nào, ngài nói một câu là được. Cái loại con hàng giống như Mạnh Thiên này, làm sao có thể để cho ông chủ? Không, để cho tử thần sư huynh ngài tự mình ra tay. Đây không phải là làm dơ bẩn tay của ngài sao? Một vị lính đánh thuê lâu năm khác mở miệng cười nói. Lúc này, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên, nói đi, tiểu quỷ lưu manh, Mạnh Thiên đâu rồi, dẫn tử thần sư huynh của ngươi đi qua. Tử thần sư huynh, Mạnh Thiên chết rồi. Trương Tác Niên mặt đầy vẻ thần bí. Chết rồi à? Thẩm gia đại công tử và mấy vị cấp S hàng đầu đứng bên cạnh đồng loạt sững sờ. Cái gã Mạnh Thiên này đang êm đang đẹp, làm sao lại tèo rồi? Có chuyện gì xảy ra, bởi vì sao mà chết? Thẩm gia đại công tử hiếu kỳ hỏi. Thời điểm tham gia tỉ thí luận bàn võ đạo, bị người ta đánh chết tươi rồi. Người kia biết rất rõ ràng Mạnh Thiên là con mồi mà tử thần sư huynh ngài coi trọng, còn muốn đánh chết Mạnh Thiên. Đây rõ ràng chính là không cấp mặt mũi cho tử thần sư huynh ngài. Đánh chết Mạnh Thiên là chuyện nhỏ, không nể mặt tử thần sư huynh là chuyện lớn. Trương Tác Niên vội vã tố cáo. Chương 1707, khiêu khích quan hệ của ta và nữ thần. Lúc này, sắc mặt của Thẩm đại công tử nhất thời đen xuống, nhìn Trương Tác Niên, là ai đánh chết Mạnh Thiên? Tử thần sư huynh, người đó là một cô gái, gọi là Diệp Oản Oản, phách lối vô cùng. Phỏng chừng cho tới bây giờ cô ta đều không thèm để ngài ở trong mắt. Trương Tác Niên thêm mắm thêm muối. Ông chủ, không, tử thần sư huynh, theo cách nói của gã tiểu quỷ lưu manh này, cái cô nàng Diệp Oản Oản đó, quả thực là không lưu lại chút mặt mũi nào cho ngài. Nếu không tìm cho ra cô ta, rồi đánh cho một trận thì làm sao mà coi cho được. Một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu nói với Thẩm đại công tử. Thẩm đại công tử trầm tư chốc lát, chợt lạnh lùng nói, tiểu quỷ lưu manh, cái người gọi là Diệp Oản Oản đó ở đâu, tìm cô ta giúp ta. Vào giờ phút này, mọi người quanh đây thần sắc bất đồng. Cái tên Trương Tác Niên này thật đúng là gian manh như cáo, vài ba lời liền khiến cho tử thần sư huynh ghi thù Diệp Oản Oản. Chẳng trách tử thần sư huynh gọi hắn ta là tiểu quỷ lưu manh. Chỉ bất quá, bị vị Thẩm đại công tử này ghi thù cũng chẳng có gì thú vị cả. Tại học viện Xích Diễm, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Thẩm gia đại công tử. Không ít lính đánh thuê cao cấp nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Chỉ sợ là lần này Diệp Oản Oản gặp phải xui xẻo rồi. Tử thần sư huynh, cô ta chính là Diệp Oản Oản. Bỗng nhiên, Trương Tác Niên chỉ thẳng về phía Diệp Oản Oản. Lúc này, Thẩm gia đại công tử và mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu bên cạnh, đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tướng mạo vị sư muội này, vô cùng có cá tính. Bên cạnh Thẩm đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S sau khi hướng về Diệp Oản Oản quan sát mấy lần,
gật đầu một cái, nói đầy thâm ý. Cô ta chính là người đã giết chết Mạnh Thiên, Diệp Oản Oản. Lại còn là con gái, thật đúng là không thể chỉ đánh giá người khác bằng tướng mạo. Một bên, Trương Tác Niên hướng về Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt là nụ cười đầy lạnh giá. Cái cô ả Diệp Oản Oản này, dù có lợi hại hơn nữa thì đã sao, giành được vị trí quán quân đại hội luận bàn võ đạo năm nay thì đã sao. Bị tử thần sư huynh ghi hận, mặc cho cô ta có như thế nào cũng vô dụng. Con bà nó, trong lúc Trương Tác Niên mặt đầy nụ cười lạnh giá, muốn xem thử Diệp Oản Oản chết như thế nào, thì vị tử thần sư huynh trước mặt này lại nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Nữ thần, tiểu tiên nữ của tôi ơi, cô quả nhiên đang ở tại học viện lính đánh thuê xích diễm. Thẩm gia đại thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt lóe lên kim quang. Cái gì? Nữ thần? Tiểu tiên nữ? Vào giờ phút này, mọi người tại đây mặt đầy mộng bức. Vị tử thần sư huynh này, gọi Diệp Oản Oản là cái gì? Nữ thần, tiểu tiên nữ? Chưa từng nghe nói, tử thần sư huynh lại có khẩu vị nặng như vậy nha. Đừng nói chi là người bên cạnh, giờ phút này ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng mộng bức rồi. Chẳng lẽ nói, cái tên tiểu thần tài thẩm gia này đã nhận ra được thân phận của mình rồi sao? Nhưng mà mình trang điểm ra mặt đậm đến như vậy cơ mà. Hắn ta làm thế nào nhận ra? Chuyện này quá không khoa học, có được không? Trương Tác Niên nhìn Diệp Oản Oản một chút, rồi lại nhìn về phía thẩm đại thiếu gia, mặt đầy vẻ quỷ dị. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tử thần sư huynh gọi Diệp Oản Oản là tiểu tiên nữ là sao? Tôi là ai? Đây là đâu? Tử thần sư huynh, đây là... Trương Tác Niên nhìn chằm chằm thẩm đại thiếu gia, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. À, ngươi thật đúng là một tên tiểu quỷ lưu manh. Thẩm gia đại thiếu gia hướng về Trương Tác Niên, khẽ mỉm cười. Cái tên này, tâm cơ thật là sâu, lại dám khiêu khích quan hệ của mình và nữ thần. Thẩm Thiên Trần nói xong, chợt hướng về phía mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu ở bên cạnh phất phất tay, còn ngớ ra đó làm gì, đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Thẩm đại thiếu gia vừa ra lệnh, mấy vị lính đánh thuê hàng đầu mặt đầy nụ cười âm trầm, lập tức bao vây Diệp Oản Oản. Đánh ai đó, ta còn miệng nó bảo các ngươi đánh cái con tiểu quỷ lưu manh này. Lại dám khiêu khích quan hệ của ta và nữ thần nhà ta. Đánh chết hắn cho ta. Thẩm gia đại công tử nổi giận đùng đùng, lạnh giọng quát lên. Chương 1708, tiểu bảo bối tiểu tiên nữ. Mắt thấy mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp đem Diệp Oản Oản vây lại, thẩm đại công tử trợn mắt chừng một cái, lạnh giọng quát lên, các ngươi nghĩ cái con mịa gì vậy? Nghe thẩm đại công tử nói vậy, mấy vị lính đánh thuê cấp S đỉnh cấp chố mắt nhìn nhau. Không phải là thẩm đại công tử bảo bọn họ đi đánh Diệp Oản Oản sao? Nhưng nếu như thẩm đại thiếu gia đã nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lui trở lại, đi thẳng về phía gã tiểu lưu manh Trương Tác Niên. Vào giờ phút này, Trương Tác Niên mặt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang êm đang đẹp, tử thần sư huynh vì sao lại sai thuộc hạ đánh mình? Còn không đợi Trương Tác Niên suy nghĩ nhiều, thậm chí Trương Tác Niên còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, quả đấm của mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu, đã rơi xuống như mưa trên mặt và trên người của hắn. Đông đảo học viên lính đánh thuê ở khu phân phối nhiệm vụ, trên mặt hiện lên vẻ quái dị tột độ. Đang yên lành, sao lại đánh Trương Tác Niên? Nữ thần, tôi nhớ cô đến khổ. Thẩm đại công tử ở dưới ánh mắt khó tin của mọi người, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe thẩm đại công tử nói vậy, mọi người hoảng sợ trợn to cặp mắt. Lần này, bọn họ tin chắc mình tuyệt đối không hề nghe lầm. Thẩm đại công tử, nhớ Diệp Oản Oản đến khổ, là thực sự, không sai. Tử thần sư huynh, nhận biết Diệp Oản Oản, còn yêu thích Diệp Oản Oản. Rõ ràng như vậy, nhất định là đúng rồi. Chửi thề một tiếng, cái gã Trương Tác Niên kia chẳng lẽ bị ngu sao? Tử thần sư huynh và Diệp Oản Oản nhất định là quen biết đã lâu rồi. Ngay cả quan hệ của người ta cũng không nắm được, lại còn ở nơi này khích bác ly gián. Tôi thấy là hắn ta có bị đánh chết cũng đáng đời. Giờ phút này, Trương Tác Niên gắt gao dùng tay ôm lấy đầu, sớm đã khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết được, tử thần sư huynh lại có thể nhận biết con ả Diệp Oản Oản này. Nhận biết cũng liền thôi đi, lại còn thích cô ta. Tiểu bảo bối, tiểu tiên nữ, cô nhớ tôi không? Thẩm đại công tử ý tình rào rạt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ôn nhu hỏi. Diệp Oản Oản, đầu óc của gã thẩm đại công tử này, tựa hồ là quả thực có chút bất bình thường.
Tiểu tiên nữ, cô nhất định là vô cùng nhớ tôi đúng không? Tôi cứ tưởng là cô đã chết rồi. Thẩm đại công tử thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, tiếp tục cười nói. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại cười khanh khách nhìn Thẩm đại công tử, sau đó lắc đầu một cái, nói anh không cần phải nhớ tới tôi, anh đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Thẩm đại công tử, nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ? Thẩm đại công tử thích Diệp Oản Oản, sau đó, Diệp Oản Oản còn không chào đón anh ta. Vị Thẩm đại công tử trước mặt này, cũng là tử thần của học viện Xích Diễm bọn họ, chính là người đàn ông mà tất cả các thiếu nữ xinh đẹp ở Độc Lập Châu ngày đêm nhung nhớ. À, tất nhiên là trừ, Diệp Oản Oản ra. Cô nàng Diệp Oản Oản này, trong đầu đựng gì thế? Cơ hội tốt như vậy lại có thể không cố gắng nắm bắt. Thẩm đại công tử chính là tiểu thần tài của Độc Lập Châu, cả vạn thiếu nữ muốn được gả cho anh ta đấy. Không, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ riêng nữ nhân. Thật ra thì, tôi cũng nguyện ý gả cho anh ta. Ha ha, đám các ngươi, vì tiền, ngay cả tôn nghiêm cũng đánh mất, thật là buồn cười. Một vị học viên lính đánh thuê trong số đó, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, cho dù hắn muốn kết hôn với tôi cũng không có khả năng gả cho hắn ta. Dĩ nhiên, nếu như hắn ta nguyện ý, tôi có thể cưới hắn. Đám học viên lính đánh thuê, còn tưởng rằng có cốt khí lắm. Ông chủ, còn đánh nữa thì hắn chết thật đấy, thế này cũng đã đủ rồi chứ. Chương 1709, gả cho tôi. Giờ phút này, một vị học viên lính đánh thuê cấp S đứng đầu, đem Trương Tác Niên cực kỳ chật vật dẫm ở dưới chân, hướng về Thẩm gia đại công tử hỏi. Nghe tiếng, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Trương Tác Niên mặt mày sưng húp, không nhịn được xua xua tay, đem tên tiểu quỷ lưu manh này ném ra xa một chút cho ta, nhìn hắn là ta lại bực mình. Thẩm gia đại công tử vừa ra lệnh một tiếng, Trương Tác Niên được mấy người đỡ lên, dìu ra ngoài. Nữ thần, tại học viện Xích Diễm, tôi sẽ bảo kê cho cô. Nếu như có người dám có ý đồ tán tỉnh cô cứ trực tiếp nói cho tôi biết. Thẩm gia đại công tử vừa cười vừa nói với Diệp Oản Oản. Thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, đông đảo học viên lính đánh thuê ở đây đều nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không nhịn được dùng mình một cái. Ngay cả cái bộ dáng xấu xí cỡ này của Diệp Oản Oản, cái gương mặt ma chê quỷ hờn này. Toàn bộ học viện Xích Diễm, đoán chừng trừ Thẩm đại công tử ra, cũng cơ bản không có một ai lại dám có ý đồ với cô ta. Cũng không phải là ai cũng đều có khẩu vị nặng giống như vị Thẩm đại công tử này. Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Nghe vậy, Thẩm gia đại công tử hơi sững sờ, chuyện gì? Thời điểm anh vừa mới đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm, là lính đánh thuê đẳng cấp gì? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản hết sức tò mò, Thẩm đại công tử đến tột cùng là làm cách nào leo từ cấp D lên tới cấp S? Từ cấp D đến cấp S, số điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự cần có cũng là một con số nhiều đến kinh người. Tôi, Thẩm gia đại công tử mặt đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Diệp Oản Oản lại nhắc tới chuyện này. Dĩ nhiên là giống như cô, đều bắt đầu từ cấp D. Một lát sau, Thẩm gia đại công tử trả lời. Vậy, anh làm thế nào để từ cấp D lên tới cấp S? Diệp Oản Oản tiếp tục truy hỏi. Tiểu tiên nữ, đây là cả một câu chuyện dài, nhất thời rất khó nói rõ ràng. Tôi thấy cô mới là lính đánh thuê cấp D, chi bằng tôi dẫn cô đi càn quét bảng nhiệm vụ. Nhiều nhất một năm, bảo đảm cô liền có thể lên tới khoảng giữa cấp A và cấp S. Thẩm đại thiếu gia tràn đầy tự tin nói. Diệp Oản Oản. Thật ra thì, ý của tôi là, điểm cống hiến lính đánh thuê, có thể dùng tiền mua được hay không? Lúc này, Diệp Oản Oản tiến tới, dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng mà hỏi dò. Thẩm đại công tử hơi nhíu mày, hướng về Diệp Oản Oản quan sát trên dưới, dùng một loại ngữ khí gần như khinh miệt hỏi, vậy, cô có tiền không? Diệp Oản Oản. Nghe Thẩm đại công tử nói vậy, cộng thêm ánh mắt hơi có chút xem thường mình của hắn, Diệp Oản Oản trợn mắt chừng một cái, không có. Ồ, không có, thật ra thì tôi có một loại biện pháp vô cùng nhanh chóng hiệu quả, có thể giúp cô trong thời gian ngắn tăng lên lượng lớn tài sản. Thẩm đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy nghiêm túc. Thẩm đại công tử vừa dứt tiếng, tất cả học viên lính đánh thuê ở quanh khu phân phối nhiệm vụ, thản nhiên tiến lại gần khu vực này, vểnh tai lên hóng hớt. Phương pháp gì? Diệp Oản Oản nhất thời thấy hứng thú. Thẩm đại công tử khẽ mỉm cười, phương pháp vô cùng đơn giản. Gả cho tôi. Diệp Oản Oản. Đám học viên lính đánh thuê.
đây chính là biện pháp trong thời gian ngắn tăng lên lượng lớn tài sản trong miệng Thẩm đại công tử sao? Vào giờ phút này, sau khi nghe thấy lời đề nghị từ chính miệng Thẩm đại công tử nói ra, không ít học viên thần sắc đầy rúng động. Thẩm đại công tử, đây chẳng phải là đang cầu hôn Diệp Oản Oản sao? Nguyên bản mọi người vốn cho là, Thẩm đại công tử vì đã thấy quá nhiều gái đẹp ở Độc Lập Châu, cho nên muốn thay đổi khẩu vị một chút. Chương 1710, phương pháp nhanh chóng nhanh gọn. Nghĩ là vui chơi qua đường, nhưng ai ngờ đâu, Thẩm đại công tử lại có thể ở trước mặt mọi người, cầu hôn Diệp Oản Oản, yêu cầu Diệp Oản Oản gả cho hắn ta. Không ít học viên nữ tướng mạo không tệ ở gần đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen ghét. Nhưng mà tôi không có chút hứng thú nào với anh cả. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thẩm đại thiếu gia, có sao nói vậy? Toàn thể lính đánh thuê. Quá kích con mẹ nó thích. Nữ thần, xin hãy tin tưởng tôi, những thứ như tình cảm, tuyệt đối có thể bồi dưỡng theo thời gian. Trước tiên xin cô đừng vội cự tuyệt tôi. Tại học viện Xích Diễm, tôi có mở một quán cà phê. Như vậy đi, chúng ta trước hết hãy đi uống cà phê, cẩn thận trò chuyện một chút về chuyện điểm cống hiến. Thẩm đại công tử cười nói. Dưới con mắt mọi người, Diệp Oản Oản và Thẩm đại công tử sóng vai đi cùng nhau, chậm rãi rời khỏi tầm mắt bọn họ. Bên trong phòng siêu siêu VIP của quán cà phê. Trước mặt Diệp Oản Oản là một ly cà phê được đặc chế, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. Điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, rốt cục có biện pháp nào nhanh chóng lấy được hay không? Nếu như có thể dùng tiền mua mà nói, mỗi một điểm cần bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản nhìn Thẩm đại công tử, mở miệng hỏi. Nữ thần, điểm cống hiến không thể dùng tiền mua, vô luận cô dùng bất kỳ phương pháp nào, cũng là không có khả năng. Hơn nữa, điểm cống hiến cũng không thể chuyển nhượng, nếu không, tôi chỉ cần đem điểm cống hiến tặng cho cô là được rồi. Thẩm đại công tử trả lời đúng sự thật. Nghe Thẩm đại công tử nói vậy, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Một người muốn ở trong thời gian ngắn đạt được nhiều điểm cống hiến, mặc dù là không quá thực tế. Nhưng, cũng không phải là không có biện pháp nào. Lúc này, Thẩm đại công tử mặt đầy thần bí, nói với Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lập tức hỏi, biện pháp gì? Nữ thần, biện pháp này chính là do tôi suy tư hồi lâu mới nghĩ ra được. Người bình thường, căn bản là không đủ thông minh để nghĩ được như tôi. Thẩm đại công tử cười đầy đắc ý, làm nhiệm vụ mặc dù hao tổn tinh lực và mất thì giờ, hơn nữa còn rất khó. Nhưng, cũng đều không thành vấn đề. Chỉ cần cô có tiền, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Mặc dù chúng ta là lính đánh thuê, nhưng cũng có thể dùng tiền đi thuê lính đánh thuê. Chúng ta nhận sạch các nhiệm vụ, sau đó thuê một lượng lớn lính đánh thuê đỉnh cấp, lần lượt giao các nhiệm vụ cho bọn họ hoàn thành, vậy còn không được sao? Nghe cái gọi là phương pháp của Thẩm đại thiếu gia, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Còn có loại thao tác chuyển nhượng nhiệm vụ sang tay này. Lính đánh thuê đi thuê lính đánh thuê, sau đó hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ lính đánh thuê. Suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là phương pháp phi thường nhanh gọn lại khả thi. Chỉ cần có đủ tiền, nhất định có thể thuê được rất nhiều lính đánh thuê hàng đầu. Đến lúc đó, còn sợ không có điểm cống hiến hay sao? Mặc dù nói là như vậy, nhưng thuê một vị sát thủ đứng hàng đầu, giá cả chỉ sợ là cao kinh người. Hơn nữa, nhiệm vụ lính đánh thuê cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhiệm vụ cấp A, phỏng đoán sơ sơ cũng cần tốn 5 ngày đến 1 tuần. Mà nhiệm vụ cấp S, lại càng tốn nhiều thời gian hơn, chỉ có thể thuê lính cấp S hàng đầu trong một khoảng thời gian dài, may ra mới có cơ hội hoàn thành. Thuê một vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu, cần bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thẩm đại công tử, mở miệng thỉnh giáo. Nghe tiếng, Thẩm đại công tử trầm tư chốc lát, chợt mở miệng nói, mỗi một vị lính đánh thuê hàng đầu đều có giá không xác định. Phải ra một giá khiến cho bọn họ động tâm mới được. Nếu không, nhiệm vụ bọn họ tự làm là được rồi, tại sao phải làm giúp cô? Nghe vậy, Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư. Nếu đã như vậy, mình hoàn toàn có thể điều động toàn thể không sợ Minh. Mình sẽ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ, còn không sợ Minh sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành chúng. Chương 1711, mua được từ anh vợ. Nhưng sau một hồi lâu cân nhắc, Diệp Oản Oản đã nhất quyết gạt bỏ ý định này. Nếu như điều động nhân lực của không sợ Minh làm nhiệm vụ, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa, không sợ Minh cũng không thể điều được số lượng lớn thành viên rời khỏi trụ sở chính. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phương pháp của Thẩm đại công tử là có thể dùng được.
thuê một số lượng lớn lính đánh thuê đẳng cấp cao hàng đầu giúp mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cách này ra, cũng không có biện pháp tốt nào khác cả. Về phần chi phí thuê, nếu như không phải là quá cao, thì hẳn cũng không thành vấn đề. Bây giờ, tử vong hoa hồng đã bắt đầu có lợi nhuận, không cần tiếp tục dựa vào tài lực của Không Sợ Minh để chống lưng. Nữ thần, hay là, cô gả cho tôi đi. Chỉ cần cô chịu gả cho tôi sẽ giúp cô thuê lính đánh thuê. Cô muốn thuê bao nhiêu, mướn bao nhiêu cũng được, hoàn toàn không cần phải lo lắng về tiền bạc, cứ để cho tôi. Thẩm đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, nhe răng cười một tiếng. Diệp Oản Oản lườm gã ta một cái, tôi không có tiền sao? Nghe tiếng, thẩm đại công tử sượng sùng cười một tiếng. Bất kể như thế nào, nữ thần của mình còn là Không Sợ Minh chủ đó nha. Một chút tiền này hẳn là cũng không thiếu. Còn nữa, làm sao anh lại nhận ra được tôi? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Theo lý thuyết mà nói, thẩm đại công tử hẳn là không thể nhận ra được mình mới đúng. Ha ha ha, nữ thần, cô có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được cô, chuyện này có cái gì kỳ quái đâu. Thẩm đại công tử khẽ mỉm cười nói. Thấy hai con người Diệp Oản Oản trừng trừng nhìn mình chằm chằm, thẩm đại công tử có chút chột dạ, cười một tiếng, được rồi, là tin tức tôi mua được từ anh vợ. Anh vợ, Diệp Oản Oản sửng sốt. Thích, dĩ nhiên là Nhiếp Vô Danh rồi, trừ Nhiếp Vô Danh ra, còn ai có thể là anh vợ tôi. Nữ thần à. Cô không phải là nghĩa muội của Nhiếp Vô Danh sao? Thẩm đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Sau khi biết được là Nhiếp Vô Danh tiết lộ bí mật, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Thật đúng là tác phong làm việc của, người anh yêu dấu kia của nàng. Một khi có liên quan tới tiền, sẽ không ngại nỗ lực cống hiến hết sức mình. Nữ thần, anh vợ vẫn luôn hết sức ưng ý đối với tôi. Nếu không cũng sẽ không tiết lộ thông tin của cô cho tôi biết. Còn nói về việc cô hóa trang thành siêu xấu xí nữa. Toàn bộ học viện Xích Diễm, tôi đều đã tìm qua một lượt, cũng không có ai xấu bằng cô. Cho nên tôi liếc mắt là có thể nhận ra được cô rồi. Thẩm đại công tử cười một tiếng đầy đắc ý. Diệp Oản Oản, toàn bộ học viện Xích Diễm, chỉ có nàng xấu nhất sao? Sau khi khoảng thời gian tán gẫu ngắn ngủi cùng con hàng Thẩm Thiên Trần, Diệp Oản Oản rời khỏi quán cà phê, trở lại khu phân phối nhiệm vụ. Oản Oản tỷ. Nghe nói mới vừa rồi cô đã nhận nhiệm vụ thu thập đám lính đánh thuê đào ngũ ở Hoa Quốc. Bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ chỗ nào đi ra, tới bên cạnh Diệp Oản Oản bắt chuyện. Thì sao? Diệp Oản Oản không hiểu, hỏi lại Lý Tân. Oản tỷ, nhiệm vụ kia cũng không thể tiếp nhận được. Nghe nói là trưởng lão phán đoán sai về cấp bậc của nhiệm vụ. Mặc dù còn chưa xác thực, nhưng vẫn là không nên nhận thì hơn. Lý Tân liền vội vàng giải thích. Diệp Oản Oản lại có chút lơ đễnh, chính mình muốn quay trở lại Hoa Quốc ngay lập tức, thuận đường nhận nhiệm vụ, có thể nhận cái nào hay cái đó. Nếu quả thật đúng như Lý Tân nói, cùng lắm là mình từ bỏ nhiệm vụ là được rồi, cũng chẳng có tổn thất gì với mình cả. Lý Tân, trước tiên cậu giúp tôi tìm những lính đánh thuê cấp bậc cao của học viện tới đây. Diệp Oản Oản mỉm cười, nói với Lý Tân. Tôi, gọi những học viên lính đánh thuê đỉnh cấp, Lý Tân mặt đầy mộng bức chỉ vào mình, Oản tỷ. Cô có phải là đã quá coi trọng tôi rồi hay không? Diệp Oản Oản suy nghĩ kỹ một chút, dường như đúng vậy. Lý Tân cũng giống như mình, cũng chỉ là học viên cấp D, chỉ sợ muốn thấy được những học viên hàng đầu cũng không thấy được. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt nghĩ ra một chủ ý hay. Để cho Lý Tân giúp mình triệu tập nhiều học viên lính đánh thuê cấp thấp một chút, sau đó truyền ra tin tức, có nhiệm vụ giá cao xuất hiện. Việc còn lại Diệp Oản Oản cần làm là ngồi chờ sẵn ở khu phân phối nhiệm vụ. Chương 1712, khai trương gian hàng. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, trước người là một cái bàn làm việc, trên bàn để mấy cây bút và văn kiện. Nhìn thấy lính đánh thuê đẳng cấp cao như cấp A và S không ngừng đi qua trước mặt, Diệp Oản Oản trợn tròn cặp mắt. Chẳng lẽ gian hàng của mình còn không đủ sức hút sao? Những vị lính đánh thuê đẳng cấp cao này, sau khi kiếm được đầy đủ điểm cống hiến xong, từ trong học viện, có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy một số tiền rất lớn. Mà Diệp Oản Oản cho rằng, chỉ mình ra giá tiền cao hơn học viện Xích Diễm, vậy thì hẳn không thành vấn đề. Nhưng mà, vẫn ế mốc ế meo. Lý Tân bên kia cũng đã sớm phát ra tin tức, nhưng mấy tên lính đánh thuê cấp D nói chung cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy. Dù có nói ra, cũng chưa chắc đã có người nào chịu tin tưởng. Trong lúc Diệp Oản Oản lắc đầu thở dài, một vị lính đánh thuê cấp A trẻ tuổi, đi tới bên cạnh bàn làm việc của Diệp Oản Oản, quan sát hồi lâu,
chợt cau mày hỏi, gian hàng này của cô là làm gì? Nhìn thấy có người quan tâm, tinh thần Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn lên, quan sát vị lính đánh thuê trắng trẻo thanh tú trước mặt mình. Tôi muốn tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lính đánh thuê trẻ tuổi, ánh mắt khẽ nheo lại. Cô tuyên bố nhiệm vụ, lính đánh thuê cấp A có chút hờ hững nhìn lấy Diệp Oản Oản. Không sai, Diệp Oản Oản gật đầu giải thích với lính đánh thuê cấp A, cô dùng tên của tôi nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả tiền cho cô. Ý là, tôi dùng tên của cô nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, điểm cống hiến là của cô, còn cô trả tiền cho tôi, có đúng không? Lính đánh thuê cấp A hỏi. Đúng, chính là ý này. Diệp Oản Oản vuốt cằm nói. Thật ra thì, nói trắng ra chính là dùng tiền đi đổi lấy điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mà thôi. Vậy cô có thể chi bao nhiêu? Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhìn lướt qua bốn phía, chợt thấp giọng nói, tôi trả nhiều hơn so với học viện 1%. 1%, lúc này, lính đánh thuê cấp A lắc đầu một cái, chỉ có 1%, vậy cũng không được bao nhiêu tiền, thôi bye bye. Dứt lời, lính đánh thuê cấp A xoay người định rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản vội vàng nói, quay lại đi, tôi trả thêm một chút. Vậy cô tăng thêm bao nhiêu? Lính đánh thuê cấp A xoay người trở lại, một lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản. 2%, Diệp Oản Oản nói. Gặp lại sau. Chờ một chút, 3%, hẳn là đủ rồi chứ. Diệp Oản Oản vội vàng ngăn lính đánh thuê cấp A lại. Quá ít, lính đánh thuê cấp A lắc đầu. Được được được, vậy cô nói xem tăng thêm bao nhiêu thì được. Đợi nửa ngày mới gặp được một người hỏi thăm, Diệp Oản Oản há có thể cứ như vậy để cô ta rời đi. Trước đó tử thần sư huynh cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng cái giá mà tử thần sư huynh trả là 300% giá của học viện. Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản sững sờ cả người. 300%. Chính mình đem không sợ mình cùng tử vong hoa hồng bán đi cũng chưa chắc đủ tiền nữa là. Vậy, cô đi tìm tử thần sư huynh đi. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm lại. Quả thực là không cách nào so sánh được với căn nhà người ta mà. Đấy là lúc trước, nhưng tử thần sư huynh đã rất lâu không tiếp tục làm. Cho nên, nếu cô muốn chúng tôi bán mạng cho cô, ít nhất cũng phải cho một giá tiền hợp lý chứ. Lính đánh thuê cấp A nói. Xin mời ra giá. Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. 10%, hồi lâu sau, cô nàng lính đánh thuê cấp A này mới nói ra giá cả mong muốn của mình. Như vậy đi, tôi ra giá nhiều hơn 8%, nếu cô cảm thấy thích hợp thì làm, không thích hợp thì coi như xong. Diệp Oản Oản thở dài một cái, giá thị trường đã bị Thẩm đại công tử phá nát bấy rồi. Chương 1713, để cho bọn họ cút đi. Đồng ý. Lính đánh thuê cấp A gật đầu một cái với Diệp Oản Oản, với năng lực của tôi, có thể xử lý được nhiệm vụ cấp A. Nếu như cô còn cần thêm nhân thủ mà nói, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô. Nghe người này nói có thể giới thiệu lính đánh thuê cho mình, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lên, độ thân thiện tăng 200%. Trước mắt, Diệp Oản Oản đang phát sầu vì không có nhân thủ. Sao vậy, tôi có nghe mấy tên tiểu quỷ cấp D nói, cô muốn tuyên bố nhiệm vụ. Trong lúc Diệp Oản Oản đang nói chuyện với lính đánh thuê cấp A, một vị nam tử mặc trang phục màu hoàng kim, mặt đầy vẻ lãnh đạm, dừng ở gian hàng của Diệp Oản Oản. Màu hoàng kim trên người vị lính đánh thuê này óng ánh như vậy. Cấp SS. Nhìn thấy người tới, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Vị lính đánh thuê mặc đồ hoàng kim trước mặt này, trên ống tay áo có hai chiếc huy chương, một chiếc huy chương đại biểu cho cấp S, hai chiếc huy chương. Chính là cấp SS. Vậy, các người trò chuyện trước đi. Tôi đi tìm người, lính đánh thuê cấp A sau khi thấy lính đánh thuê cấp SS tiến lại gần, khí thế lập tức tuột thẳng về không, lập tức xoay người rời đi. Đúng đúng đúng. Mắt thấy lính đánh thuê cấp SS tới đây, Diệp Oản Oản nở nụ cười tươi rói. Đây là lần đầu tiên từ khi gia nhập học viện Xích Diễm tới nay, Diệp Oản Oản thấy được lính đánh thuê cấp SS. Loại lính đánh thuê cấp S thông thường như Mạnh Thiên Mạnh Khả. Ở trước mặt loại lính đánh thuê cấp SS này, chỉ sợ ngay cả tư cách sách giày cho người ta cũng đều không xứng. Hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi dùng danh nghĩa của cô nhận nhiệm vụ, sau đó cô lấy điểm cống hiến, tôi lấy tiền, hẳn là như vậy đi. Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng,
Diệp Oản Oản lập tức gật đầu, không sai, là như vậy. Vị sư muội này, cô cũng biết, điểm cống hiến có thể đổi lấy tiền ở học viện Xích Diễm. Nếu như giá tiền của cô không cao hơn học viện Xích Diễm, vậy cũng không cần nói chuyện tiếp. Lính đánh thuê cấp SS nói. Tôi trả nhiều hơn 8%, Diệp Oản Oản nhỏ giọng nói. Ồ, vị sư muội này, cô nói thật sao? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt vị lính đánh thuê cấp SS sáng lấp lánh. Với đẳng cấp của bọn họ, càn quét các nhiệm vụ cấp S cũng không mấy khó khăn, cũng không phải là tầng lớp mà đám lính đánh thuê cấp A có thể so sánh. Tăng giá 8%, cũng không tính là ít đâu nha. Ngày trước cũng có một số công tử và tiểu thư của các đại thế gia làm qua những chuyện tương tự, nhưng nhiều nhất chỉ tăng có 2-3% mà thôi. Dù sao, cái loại giống như Thẩm đại thiếu gia này, đã hoàn toàn là thuộc về nhân vật đặc biệt, căn bản không có giá trị tham khảo. Lão bản, cô nói cô cần bao nhiêu điểm cống hiến, tôi đi làm nhiệm vụ, giúp cô thu thập. Mới vừa rồi tôi thấy có lính đánh thuê cấp A tiếp cận, cô hãy để cho bọn họ cút đi. Bọn phế vật ấy thì có thể làm được gì? Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Diệp Oản Oản, không hổ là lính đánh thuê cấp SS. Ngữ khí khinh thường như vậy từ trong miệng hắn nói ra, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. 170 đến 180 ngàn điểm. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thật. Con số của Diệp Oản Oản vừa nói ra, lính đánh thuê cấp SS lại rơi vào trong trầm mặc. Lão bản à, cô muốn nhiều điểm cống hiến như vậy để làm cái gì? Muốn gom đủ 170 đến 180 ngàn điểm cống hiến, dựa hết vào một mình tôi, chỉ sợ không quá thực tế. Coi như có thể gom đủ, cũng cần quá nhiều thời gian rồi. Lính đánh thuê cấp SS thở dài. Một mình hắn không nuốt trôi nổi cái bánh lớn này. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lính đánh thuê cấp SS lại nói, bất quá, lão bản. Tôi còn có quan hệ không tệ với mấy vị học viên khác. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cô xem thử có nhu cầu thuê hay không. Nếu như có, tôi sẽ giúp cô gọi bọn họ qua. Giá cả, cô cứ trả tương tự là được rồi. Muốn, anh đi gọi người đi, càng nhiều càng tốt. Trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu liên tục. Chương 1714, phim không phù hợp với trẻ em. Càng nhiều người, điểm cống hiến của mình tích lũy sẽ càng nhanh, mà mình sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, nhờ viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Cơ hồ suốt cả một buổi chiều, Diệp Oản Oản bận tới bận lui. Bởi vì Diệp Oản Oản là đệ tử cưng của cung lão tại học viện Xích Diễm, cho nên, phần lớn lính đánh thuê cũng đều tương đối tín nhiệm đối với Diệp Oản Oản, cũng không đòi tiền đặt cọc của nàng. Lúc xế chiều, vị lính đánh thuê cấp A kia lại mang đến 3 người, lính đánh thuê cấp SS mang đến 3 người nữa. Tổng cộng là 6 người đến giúp nàng tiếp nhận các nhiệm vụ. Cơ hồ hầu hết các nhiệm vụ trên bảng danh sách cấp A và cấp S đều bị nhận sạch. Mà Diệp Oản Oản lại đi đến chỗ ở của cung lão, chuẩn bị cáo biệt cùng với ông. Còn nhận nhiệm vụ thu thập lính đánh thuê đào ngũ tại Hoa Quốc. Trong hành lang, cung lão nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nói rõ sự thật. Nhiệm vụ này, tuy là con đã nhận, nhưng tốt nhất không nên dây vào. Nhiệm vụ này không đơn giản như vẻ bên ngoài đâu. Cung lão mặt đầy nghiêm túc khuyên can Diệp Oản Oản. Sư phụ, con sẽ cẩn thận, nếu quả thật không ổn, con sẽ bỏ qua. Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng. Chính mình sẽ không bởi vì một chút điểm cống hiến, mà làm ra những sự việc ngu xuẩn. Sau khi cáo biệt cung lão, Diệp Oản Oản mới đi báo cáo chuyện này với học viện Xích Diễm. Cùng ngày, nàng rời khỏi học viện, trở lại trong Không Sợ Minh, chuẩn bị đi Hoa Quốc. Trụ sở chính Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản đi tới phòng làm việc của Bắc Đầu, cũng không gõ cửa, đi thẳng vào. Giờ phút này, Bắc Đầu đang ôm lấy laptop xem, cái gì đó, cực kỳ mê say, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Oản Oản. Lập tức, Diệp Oản Oản đi tới sau lưng Bắc Đầu, nhẹ giọng cười nói, xem hay không? Phong tỷ, là tỷ sao? Ạc ạc, dọa đệ giật mình. Nghe được âm thanh sau lưng, Bắc Đầu sợ đến suýt chút nữa là lăn từ trên ghế xuống đất, vội vàng đem một thứ trên bàn không rõ là thứ gì, nhét vào trong chăn. Diệp Oản Oản nhíu mày, làm cái gì vậy? Lén lén lút lút. Bắc Đầu cười khan, không có. Không có gì cả. Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay, lấy ra. Bắc Đầu mặt như đưa đám, Phong tỷ, không gì thật mà. Cậu không phải là đang xem, phim người lớn, có nội dung không phù hợp với trẻ em đấy chứ?
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đầu, như có điều gì đó suy nghĩ. Làm sao có thể chứ? Đệ cho tỷ xem, nhưng tỷ phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu không bị phát hiện sẽ rất thảm. Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu, rốt cuộc là thứ gì, mà cậu ta lại sốt sắng như vậy. Bắc Đầu nói xong, cẩn thận từng ly từng tí từ trong chăn móc ra một vật. Đây là... Diệp Oản Oản đi lên phía trước, chỉ thấy thứ Bắc Đầu giấu trong chăn, là một chiếc máy vi tính xách tay. Máy tính laptop thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Điều lạ là, thứ đang hiển thị trên trình duyệt của chiếc máy tính này của Bắc Đầu, là website có liên quan đến Hoa Quốc. Độc Lập Châu cực kỳ bài xích ngoại vật, điểm này từ việc khi Diệp Oản Oản mới tới vì không có giấy thông hành mà bị truy lùng khắp nơi liền có thể hiểu được. Tại Độc Lập Châu nghiêm cấm người ngoài tiến vào, mà người địa phương của Độc Lập Châu cũng không cho phép lấy người ngoại lai. Kết hôn với người ngoài, đối với cư dân Độc Lập Châu, nhất là những người nắm quyền mà nói, là sỉ nhục cực lớn. Đây là nỗi ô nhục đối với huyết mạch, sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí cả gia tộc cũng đều bị liên lụy. Cho nên, dưới chế độc tài chuyên chế này, Độc Lập Châu không cách nào kết nối với hệ thống mạng bên ngoài cũng có thể lý giải được. Muốn xem trang web nước ngoài, chỉ có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật đặc thù, được gọi là leo tường. Mà, leo tường, tại Độc Lập Châu là thứ bị cấm tuyệt. Hi hi hi, Phong tỷ, để đây không phải là vì chúng ta một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi Độc Lập Châu rồi hay sao? Cho nên đệ mới muốn lên mạng tìm hiểu một chút phong thổ nhân tình của Hoa Quốc, sẽ có thể giúp Phong tỷ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Chương 1715, Nữ thần của đệ. Bắc Đầu nói cực kỳ đường đường chính chính, nếu như không phải là trên trang web cậu ta đang mở là hình ảnh của một nữ minh tinh điện ảnh mà nói, phỏng chừng nàng đã suýt nữa thì tin rồi. Ồ, hiểu rõ phong thổ nhân tình, ý cậu là hiểu rõ phong thổ nhân tình thế này sao? Diệp Oản Oản chỉ vào ảnh nữ minh tinh trên màn hình máy tính. Bắc Đầu, phong, thổ, nhân, tình, thứ đệ tìm hiểu chính là nhân con người, đâu có sai đâu. Bắc Đầu vừa nói vừa bày ra tư thái nịnh hót hối lộ Diệp Oản Oản, phong tỷ, đệ tốn số tiền lớn, thật vất vả mới kết nối được với mạng bên ngoài, mời tỷ cứ dùng tự nhiên. Vừa vặn Diệp Oản Oản cũng muốn biết một chút về tình hình của Hoa Quốc, vì vậy liền ngồi vào bàn, bắt đầu sử dụng máy tính. Mới vừa rồi cách khá xa, không thấy rõ được nữ minh tinh kia là ai. Sau khi xít lại gần, Diệp Oản Oản ngoài ý muốn phát hiện ra lại là người quen, không khỏi khựng ngón tay đang click chuột lại. Phong tỷ, đây là nữ thần của đệ đấy. Đẹp không? Bắt đầu hưng phấn mở miệng nói. Khiến cho Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là, người nữ minh tinh này lại là... Giang Yên Nhiên. Chỉ thấy trên trang web chính là hình Giang Yên Nhiên đang chụp hậu trường phim. Trong tấm ảnh, Giang Yên Nhiên ăn mặc cực kỳ gợi cảm, mặc dù vẫn ở trong phạm vi hợp lý, và chụp hình gợi cảm đối với nữ minh tinh mà nói cũng rất bình thường. Bởi vì hình ảnh gợi cảm vẫn có thể đem lại giá trị thẩm mỹ cực cao. Nhưng Diệp Oản Oản lại thấy trình độ của nhóm thợ chụp ảnh này chẳng ra thể thống gì, có thể nói là kém cỏi. Khó trách nàng mới vừa rồi không nhận ra được. Bởi vì hình này hoàn toàn không phải là phong cách ngày trước của Giang Yên Nhiên. Xem ra sau khi nàng rời đi, công ty của nàng đã dự định cho Giang Yên Nhiên thay đổi hình tượng. Bắc Đầu mặt đầy kiêu ngạo khoe khoang, nữ thần nhà đệ đi theo con đường gợi cảm, quả thực là phúc lợi của fan nam đó nha. Đối với loại fan như Bắc Đầu mà nói, hiệu quả tuyên truyền của những tấm hình này ngược lại không tệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn ra được những thứ Diệp Oản Oản nhìn đến kia. Bắc Đầu đang cực hình tận hưởng ngắm nhìn hình ảnh nữ thần trên trang web, hình ảnh trong máy vi tính chuyển một cái, Diệp Oản Oản đột nhiên tìm kiếm một trang web khác. Nữ thần của đệ, Bắc Đầu ai oán gào lên. Thiết bị, leo tường, của Bắc Đầu rất tốt, trang web mở rất nhanh. Sau khi Diệp Oản Oản gõ hai chữ, cung húc, vào ô tìm kiếm, liền lộ ra không ít tin tức bát quái có liên quan. Nhìn những tin bát quái kia, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen thêm vài phần. Nguyên bản vị, ảnh đế, cung húc đã tẩy trắng được phần nào hình tượng của mình trong giới, thậm chí đã trở thành hình tượng điển hình của sự chuyên tâm. Kết quả lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Tin bên lề bay đầy trời, xì căng đan bạn gái đổi xoành xoạch như thay áo, thậm chí còn liên tục quay những bộ phim làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Gần đây lại còn nhận một bộ phim có đề tài vô cùng, bổ mắt. Bên sản xuất thậm chí còn đang đi khắp nơi rêu rao bản thảo có một lượng lớn cảnh quay giường chiếu xôi thịt rẻ tiền để câu view. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy căm phẫn, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép.
Cái con hàng cung húc này, một khi không có ai ràng buộc, liền đổ đốn ra như vậy đấy. Bắt đầu nhìn tin tức về vị nam minh tinh trên trang web, ghét bỏ không thôi mà bĩu môi một cái, không thể nào Phong tỷ. Sao tỷ lại thích thể loại kiểu này? Nhìn liền biết ngay là loại tiểu bạch kiểm bảnh bao mà thôi. Diệp Oản Oản không phản ứng lại bắt đầu, lại tiếp tục lần lượt tìm kiếm, Lạc Thần, và Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ phát triển vẫn luôn rất ổn định, nhưng khiến cho Diệp Oản Oản bất ngờ lại là Lạc Thần. Thanh niên này lại có thể dính vào yêu đương, đối tượng là một người mới trong giới giải trí, gần đây cực kỳ hot. Một bên, bắt đầu thấy Phong tỷ nhà mình đang một mực lục soát tin tức liên quan đến tiểu thịt tươi, bày ra một bộ biểu cảm để đây biết tổng rồi nhé, ở bên cạnh thỉnh thoảng còn chỉ trò trò. Chương 1716, xứng cả người. Thích, người này không được, người này cũng không được, không phải chỉ là dáng dấp đẹp mắt một chút thôi sao? Bất quá, đối với Phong tỷ mà nói, phỏng chừng một chút này là đã đủ rồi. Không hổ là Phong tỷ, yêu thích tất cả các thể loại trai có dáng dấp đẹp mắt. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ quên bắt đầu ở một bên, cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hàn Thiên Vũ không cần nói nhiều, thực lực bản thân và hình tượng cực kỳ ổn định. Lạc Thần nói chung cũng tương đối ổn định, chẳng qua là có lui tới với một cô bạn gái, khiến cho Diệp Oản Oản hơi có chút hít ngoài ý muốn. Về phần cung húc cũng không cần nói nhiều, sau khi có danh tiếng to lớn tại Hoa Quốc, bắt đầu bại lộ bản tính, không biết tiến thủ, đổi bạn gái so với đổi đồ lót còn chuyên cần hơn. Hình tượng của mình đối với bên ngoài căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới, toàn làm theo ý mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự nghiệp của cung húc cũng coi như là chấm dứt. Người khiến người ta không bớt lo nhất chính là cung húc. Hơn nữa, người đại diện của cung húc, phỏng chừng căn bản cũng không quản được hắn. Trong lúc Diệp Oản Oản đang lướt web, bỗng nhiên có một cửa sổ bật lên từ trang web. Cơ hồ trong một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản liền bị tin tức này hấp dẫn. Là cảnh của một buổi phát sóng trực tiếp. Ồ, cô em này là ai? Ánh mắt của bác đầu cũng rơi vào trên nội dung phát sóng trực tiếp, hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân mặc một thân trang phục dạ hội màu đỏ thẫm, làn váy thướt tha, khí chàng cực thịnh. Bối cảnh tựa hồ như là trong một buổi dạ tiệc. Cô gái mặc trang phục lộng lẫy này tham dự, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Người chủ trì ý cười đầy mặt, long trọng mở miệng nói, đúng thế. Hôm nay, Hoàng Thiên Giải Trí muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng, mà nội dung của tin tức này, mọi người hẳn là cũng đã biết. Đoạn thời gian gần đây nhất, tin tức này cũng đã được hé lộ phong phanh. Không sai, nửa tháng trước, Hoàng Thiên Giải Trí đã thu mua Chư Thần Thời Đại. Người chủ trì vừa dứt tiếng. Không ít nhân vật có máu mặt trong giới giải trí tại buổi dạ tiệc chố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cuối cùng, mọi người đứng dậy, bắt đầu vỗ tay. Rất vinh hạnh được cùng Chư Thần Thời Đại các vị trở thành đồng nghiệp, vô cùng vinh hạnh. Toàn thể nhân viên Chư Thần Thời Đại, gia nhập đại gia đình Hoàng Thiên Giải Trí chúng ta, hy vọng sau này, có thể cùng Chư Thần Thời Đại, dắt tay cũng tiến, xây dựng một thời đại huy hoàng. Trong trang phục dạ hội, Diệp Y Y khí chàng cực thịnh. Dưới ngàn vạn ánh đèn chiếu rọi, lộ ra hào quang lấp lánh. Vâng, cảm ơn Diệp Tổng đã tham gia dạ tiệc lần này. Tiếp theo, xin mời Giám đốc điều hành Chư Thần Thời Đại, Diêu Giai Văn, Diêu Tổng. MC cười nói. Người MC vừa dứt tiếng, một cô gái vô cùng trẻ tuổi vô cùng yêu nhã đi lên sân khấu. Nhìn thấy dung mạo của cô gái này, Diệp Oản Oản sững cả người. Giờ phút này, người được MC gọi là Giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại Diêu Giai Văn. Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản trong lúc vô tình từng va vào một cô gái, tài liệu trong tay cô ta văng xuống, rơi đầy trên mặt đất. Thời điểm Diệp Oản Oản giúp cô ta nhặt tài liệu, phát hiện ra cô là một người đại diện bất nhập lưu. Diệp Oản Oản từng xem qua sơ yếu lý lịch và tác phẩm của cô ta, phát hiện ra thực lực của cô cũng tính là không tệ, nhưng bởi vì không biết ứng đối, cho nên lăn lộn ở trong giới cũng không đâu tới đâu. Khi đó Diệp Oản Oản nói chung cũng có chút tiếc nuối nhân tài, nên mới để cho Diêu Giai Văn gia nhập Chư Thần Thời Đại. Kết quả, đúng như phỏng đoán của Diệp Oản Oản cơ hồ không sai biệt lắm, thực lực của Diêu Giai Văn không tầm thường, tại Chư Thần Thời Đại quả thực là bồi dưỡng nên những nghệ sĩ rất có tiềm năng. Tại Chư Thần Thời Đại, Diệp Oản Oản cũng rất chiếu cố Diêu Giai Văn tại Chư Thần Thời Đại, tự tay nâng đỡ cô ta. Nhưng mà, cho đến hôm nay, mình vừa tới Độc Lập Châu không được thời gian bao lâu. Diêu Giai Văn làm sao đã trở thành giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại rồi. Hơn nữa,
lại còn mang theo chư thần thời đại gia nhập dưới cờ Hoàng Thiên giải trí. Chương 1717, thời đại thay đổi. Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục. Diêu Giai Văn đảo mắt qua toàn trường một vòng, nhẹ giọng cười nói, tương tự, rất vinh hạnh có thể gia nhập vào Hoàng Thiên giải trí của Diệp Tổng. Nếu như không có Diệp Tổng, rất có khả năng, chư thần thời đại chúng tôi không cách nào giữ vững tới nay. Cũng hết sức xin lỗi, vì sai lầm mà Tổng Thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại, Diệp Bạch đã gây ra. Thời điểm Diêu Giai Văn nhắc tới Diệp Bạch, toàn trường xôn xao một trận. Căn cứ theo cách nói của Diêu Giai Văn, ban đầu Diệp Bạch đã cuỗm toàn bộ vốn liếng của chư thần thời đại, sau đó rời khỏi Hoa Quốc, mai danh ẩn tích, dẫn đến chư thần thời đại rơi vào trong một lần tê liệt xưa nay chưa từng có. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Bạch đã mất tích được mấy tháng, đã sớm không còn bất cứ tin tức gì. Đối với việc Diệp Bạch ăn cắp vốn của chư thần thời đại, xin hỏi Diêu Tổng ngài thấy thế nào? Một vị phóng viên trong số đó, nhìn về phía Diêu Giai Văn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diêu Giai Văn gật đầu một cái, trả lời, đây là một sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm đến cực độ, cũng là một hành vi phạm tội. Mọi người đều biết, Tổng Giám đốc chư thần thời đại chúng tôi, Diệp Mộ Phàm, bởi vì tội mưu sát mà bị tạm giam. Mà Diệp Bạch là em gái của Diệp Mộ Phàm, và cả cha của bọn họ, đều có tiền án tiền sự. Làm ra những chuyện giống vậy, có lẽ, rất có khả năng là do gen tội phạm di truyền, cha nào con nấy. Tôi ở chỗ này kịch liệt lên án bọn chúng. Diêu Tổng, chư thần thời đại là do Diệp Bạch một tay sáng lập, hơn nữa dẫn dắt chư thần thời đại sáng lập nên thành tích huy hoàng nhất định. Xin hỏi sau khi cô tiếp nhận, có áp lực quá lớn hay không? Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe câu hỏi này, Diêu Giai Văn cười, lắc đầu một cái, vâng, ngài nói không sai, chư thần thời đại đích xác là do Diệp Bạch một tay sáng tạo, cũng đích xác là đã làm nên thành tích. Một điểm này, mọi người đã quá rõ ràng, nhưng mà... Tôi cũng không cho rằng năng lực của Diệp Bạch tốt hơn tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy, Diệp Bạch đa phần là dựa vào vận khí, cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân. Mà tôi thì không giống như vậy. Sau khi tất cả vốn liếng của chư thần thời đại bị Diệp Bạch cuỗm mất, tôi vẫn có thể dẫn dắt chư thần thời đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Diệp Bạch quật khởi, chẳng qua là thời đại thay đổi nên mới tạo ra được một thành tích nhỏ nhoi mà thôi. Mà sau đó, những thành tích này tôi có thể tạo ra được 10 cái, 100 cái, thậm chí còn nhiều hơn Diệp Bạch. Dĩ nhiên, những người tôi bồi dưỡng ra, chắc chắn sẽ không có gen tội phạm như Diệp Bạch. Vào giờ phút này, trên trán Diệp Oản Oản nổi lên một đường gân xanh, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Chính mình quả là đã nuôi ong tay áo rồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm video phát sóng trực tiếp, mặt đầy chán ngán nói, giới giải trí Hoa Quốc này thật là loạn, chó cắn chó, miệng toàn lông là lông. Phong tỷ, mấy người này có gì đẹp mắt, tỷ tỷ yêu dấu, cho đệ xem nữ thần của đệ đi. Lúc này, Diệp Oản Oản tắt hình ảnh phát sóng trực tiếp. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Nếu đã nói, Diệp Bạch có gen tội phạm. Vậy nàng liền muốn để cho bọn chúng nhìn một chút, sau khi nàng quay về, cái gì mới thực sự gọi là gen tội phạm. Đừng xem nữa, đi nói cho Thất Tinh, lập tức chuẩn bị, chúng ta sẽ đi Hoa Quốc ngay. Diệp Oản Oản lạnh giọng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, bắt đầu hơi sững sờ, Phong tỷ. Nhanh như vậy, đệ còn chưa chuẩn bị xong đâu, chậm 2 ngày lại đi, không được sao. Lúc này, Diệp Oản Oản dù bực tức nhưng vẫn ung dung mà lườm bắt đầu một cái, cậu cảm thấy, ngắm nữ thần của cậu ở trên mạng tốt hơn, hay là đi Hoa Quốc tự mình gặp nữ thần tốt hơn. À, bắt đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản, chợt vỗ đùi, đúng vậy, làm sao đệ lại không nghĩ ra được điều này chứ? Nữ thần của đệ không phải ở ngay Hoa Quốc sao? Phong tỷ của đệ, tỷ thật sự là quá thông minh rồi. Chương 1718, rốt cuộc đã trở về rồi. Bất quá, tôi phải nói trước cho cậu biết, nữ thần của cậu đã có bạn trai. Diệp Oản Oản nói. Ồ, đệ chợt nhớ tới, đệ còn có chút chuyện. Bắt đầu lập tức trở mặt 180 độ. Hoa Quốc có rất nhiều em gái xinh đẹp. Diệp Oản Oản lại bổ sung thêm. Ồ, đệ mới nhớ ra, chuyện của đệ đều đã xử lý xong. Phong tỷ, đệ sẽ đi tìm Lão Thất ngay bây giờ. Bắt đầu nói xong, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi. Trong cùng ngày, Diệp Oản Oản dẫn theo Thất Tinh bắt đầu, còn có đại trưởng lão và tam trưởng lão mặt dày mày dạn khăng khăng đòi đi theo Diệp Oản Oản, và một đám tinh anh không sợ minh, rời khỏi Độc Lập Châu, bắt đầu lộ trình đi Hoa Quốc. Từ Độc Lập Châu đi tới Hoa Quốc,
cần phải đổi chuyến bay vài lần, trung chuyển tại nhiều quốc gia khác nhau, nói chung là phức tạp đến cực hạn. Chỉ bất quá, dùng tài lực của Không Sợ Minh bao trọn toàn bộ các chuyến bay, nên nói chung cũng khá là nhàn nhã và an tĩnh. Bên trong một chiếc máy bay chở hành khách, cơ hồ toàn bộ đều là người của Không Sợ Minh. Tất cả mọi người đều chưa từng đi đến Hoa Quốc, đối với nơi này, trong lòng cũng hết sức là tò mò, hoàn toàn coi chuyến hành trình này là một lần đi du lịch đầy hấp dẫn. Đối với thành viên tinh anh của Không Sợ Minh mà nói, chuyến đi Hoa Quốc lần này, căn bản chính là phúc lợi mà Minh chủ cấp cho bọn họ. Mấy ngày sau, Hoa Quốc, sân bay. Ban đầu, Diệp Mộ Phàm và cha xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mất tích, Diệp gia và Tư gia đều coi nàng như đinh trong mắt, như gai trong thịt. Để tránh liên lụy đến mẹ, trong cảnh thân bất do kỷ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời rời khỏi Hoa Quốc, đồng thời đi thăm dò về thân thế của mình. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã trở về rồi. Tại Độc Lập Châu bất quá chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, lần nữa quay trở lại, giống như cách cả một đời, nhưng cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiết. Diệp Oản Oản đeo kính đen lên mặt, nhanh chân đi về phía trước. Lần này nàng lặng lẽ trở về nước, để tránh bị fan nhận ra, nàng đã đeo khẩu trang và kính râm. Bác Đấu và Thất Tình cũng được nàng chăm sóc nhẹ, một fan, để cho bọn họ đổi một mẫu trang phục được ưa chuộng và hợp thời trang trong nước. Bác Đầu mặc một chiếc áo bóng chảy rộng thùng thình màu vàng và xanh da trời, khoác một chiếc áo khoác dạo gần đây khá thịnh hành tại Hoa Quốc, phối với một chiếc quần jean và giày thể thao màu trắng. Thất Tinh mặc một bộ trang phục nghiêm túc hơn, áo sơ mi màu đen, phối với một chiếc quần có thêu sọc đỏ đầy cao quý. Hai người đều mặc trang phục hợp thời trang, nhất thời hoàn toàn đổi phong cách, cứ y như là tiểu thịt tươi đẹp mắt. Đi trên đường, thu hút không ít sự chú ý của các thiếu nữ. Đại trưởng lão mặc một bộ quần áo thường màu đỏ, thoạt nhìn cũng rất là lãnh khốc, cùng với tam trưởng lão xách dương hành lý, tò mò đánh giá chung quanh. Vì phòng ngừa làm người khác chú ý, tam trưởng lão để cho các thành viên tinh anh Không Sợ Minh tự do hoạt động, trước tiên tùy ý tách ra, tìm một chỗ ngồi trước đã. Bắt đầu nhìn trái ngó phải, thấy đâu đâu cũng là điều mới lạ, dọc theo đường đi đều vẫn luôn hỏi Diệp Oản Oản lung tung này kia. Thất Tinh thì lại nhìn không chớp mắt, theo bản năng mà cẩn thận chú ý tình huống chung quanh. Bên trong phòng khách sân bay, Diệp Oản Oản xoay người nói, tôi đi rửa tay, các cậu đến tiệm cà phê bên kia chờ tôi một chút. Thất Tinh, vâng. Bắt đầu, đệ cũng đi, đệ cũng đi. Sau khi Diệp Oản Oản và bắt đầu đi đến phòng vệ sinh, Thất Tinh cứ như vậy ở tiệm cà phê một mình. Đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt bén nhạy nhận ra được có ánh mắt rơi vào trên người mình, vì vậy Thất Tinh, soạt, một cái mở mắt ra. Một giây kế tiếp, cậu liền nhìn thấy mấy thiếu nữ ở đối diện, đang cực kỳ giản dĩ nhìn chằm chằm mình, mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập rộn rã. Sau khi nhận ra được ánh mắt nhìn của Thất Tinh, các cô nàng này không chỉ không hề tránh, mà thậm chí còn kích động hét ầm lên. Các thiếu nữ kia sau một phen díu ra díu dít, ở dưới ánh mắt dò xét của Thất Tinh, lại cùng nhau đi về phía cậu. Chương 1719, là trai đẹp, phải chú ý an toàn. Sau khi phát hiện ánh mắt kỳ quái của các thiếu nữ kia, Thất Tinh nhất thời trở nên cảnh giác. Tiểu đệ đệ, cậu là người nước Hoa sao? Hay là người nước Nhật? Một thiếu nữ trong đám là người đầu tiên mạnh dạn bắt chuyện. Tiểu đệ đệ thật là đẹp trai quá đi. Cậu là nghệ sĩ sao? Có thể chụp với cậu một tấm ảnh được không? Tiểu ca ca, kết bạn WeChat cùng em đi. Tiểu ca ca, anh có bạn gái chưa? Thất Tinh còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu ý đồ của những người này, cũng đã bị hàng loạt câu hỏi oanh tạc. Càng làm cho cậu ta kinh ngạc chính là, những thiếu nữ này lại không hề sợ cậu chút nào. Tại Độc Lập Châu, thanh danh của Thất Tinh cũng có thể coi là làm cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu ghẹo hắn như vậy. Chẳng qua, bởi vì nơi này là Hoa Quốc, cậu có thể nhìn ra những cô bé này đều dạng trói gà không chặt, cũng không có ác ý, cho nên mới không động thủ. Hơn nữa bọn họ đều đến để làm nhiệm vụ, cần phải ẩn nấp thân phận, không thể đánh rắn động cỏ. Nhưng thấy hắn không đáp lời, những thiếu nữ này lại càng chen chúc nhau, mặt tươi cười đầy kích động. Thậm chí có cô nàng còn mê trai đến mức bắt đầu đưa tay ra, sờ rồi. Trong chốc lát, mặt của cậu ta đã bị các em gái sờ soạng đến mấy lần. Khi Diệp Oản Oản và bắt đầu từ phòng vệ sinh quay trở lại, nhìn thấy được một hình ảnh như vậy đấy. Thất Tinh bị một đám con gái bao vây ở bên trong, giở trò sàm sỡ, gương mặt tươi non đẹp trai đầy căng thẳng. Tôi nhổ vào, đây là chuyện gì vậy hả trời?
bắt đầu mặt đầy khiếp sợ. Diệp Oản Oản, ạc. Diệp Oản Oản liếc nhìn giá trị nhan sắc không tầm thường của thất tinh, rất nhanh liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Vì phòng ngừa phiền toái, nàng cố ý đeo kính râm và khẩu trang. Không nghĩ tới, cuối cùng nàng lại không gây ra sự chú ý nào, nhưng thất tinh lại xảy ra vấn đề. Nghề nghiệp của nàng tại Hoa Quốc là người đại diện, đối với loại tình huống này dĩ nhiên là thấy rất thường xuyên. Nàng tác phong đầy chuyên nghiệp chen vào trong đám người, đem thất tinh che ở sau lưng. Sau khi chắn tầm mắt các thiếu nữ, Diệp Oản Oản mỉm cười nói với bọn họ, xin lỗi, xin nhường đường một chút, đệ đệ của tôi không phải là minh tinh, chẳng qua chỉ là người bình thường. Cảm phiền đừng dọa cậu ấy sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía một trong số các cô bé, có thể xóa ảnh chụp được không? Thiếu nữ mặt đầy tiếc nuối, nhưng thấy chị của người ta đều đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, xóa đi mấy tấm hình mình vừa lén chụp. Vị tỷ tỷ kia mặc dù nói đầy khẳng định, khiến cho người ta không cách nào phản kháng, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu, sẽ không hề gây ra chút phản cảm nào, cho nên cô bé liền theo bản năng mà nghe theo lời Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản thấy thiếu nữ đau lòng không thôi xóa bỏ từng tấm ảnh, cuối cùng còn dư một tấm chỉ có gò má, không nhìn ra tướng mạo, vì vậy mở miệng nói, tấm này có thể lưu lại. Thiếu nữ vốn là còn có chút không vui, nghe xong nhất thời mặt đầy sung sướng, có thật không? Cảm ơn, cảm ơn. Không cần khách khí. Cuối cùng đã đuổi được đám fan hâm mộ nữ kia đi, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía thất tinh đang ngồi thẳng đơ, đầy chân thành dặn dò, thất tinh à, nhớ kỹ, là trai đẹp đi ra ngoài, nhất định phải học cách tự bảo vệ chính mình. Nơi này nữ lưu manh rất nhiều, có biết không? Bắt đầu nghe nói như vậy, theo bản năng gãi gãi đầu. Phong tỷ à, tỷ xác định lời này do tỷ nói ra không có gì đó sai sai sao? Thất tinh lần đầu tiên rơi vào chiến trận, như thế này, cũng vừa phục hồi lại tinh thần, đệ biết rồi. Một bên, bắt đầu bày ra một bộ dáng đầy thương yêu, mở miệng nói, hì, sớm biết sẽ như vậy, tôi đã ở lại đây một mình rồi. Lão thất, sau này những chuyện nguy hiểm như thế này, cứ để lại cho tôi đối phó đi. Diệp Oản Oản cạn lời lườm bắt đầu một cái, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, đi thôi. Phong tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Bắt đầu hưng phấn hỏi. Diệp Oản Oản liếc nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, tôi muốn trước tiên về nhà một chuyến, các cậu có thể tự do hoạt động. Về nhà, là căn nhà trước kia tại Hoa Quốc của tỷ sao? Ừm, bởi vì lúc trước chủ nhiệm lớp Lương Lệ Hoa đại náo một trận, nên tình huống của nàng, không sợ Minh bên kia cũng đã biết, cho nên nàng cũng không cần giấu giếm. Nàng đã giải thích với đám thất tinh là, khi nàng ở Hoa Quốc đã lấy thân phận của Diệp Oản Oản làm việc. Bất quá cha mẹ và nhân thân của Diệp Oản Oản cũng không biết được thân phận của nàng. Vậy thì Phong tỷ, chúng đệ cùng tỷ trở về là được rồi. Thất tinh nhìn Diệp Oản Oản, hờ hững mở miệng nói. Chương 1720, người muốn chơi đùa một chút sao? Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, bắt đầu bỗng nhiên xông tới, nói, bụng đệ có chút đói, hay là trước tiên đi ăn một chút gì đi? Nghe đến ăn. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người ngồi gần đó cũng lập tức đi tới. Được rồi, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, mang theo đám người bắt đầu và thất tinh rời khỏi sân bay, đi tới một tiệm bán thức ăn nhanh KFC gần đó. Đây là tiệm cơm gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy bao giờ. Đám người bắt đầu đi theo Diệp Oản Oản vào đại sảnh. Bắt đầu như một đứa bé đầy hiếu kỳ quan sát khắp nơi. Tại Độc Lập Châu, tất nhiên là không có những nơi như thế này. Mấy người bọn bắt đầu chưa bao giờ thấy, chứ đừng nói là được ăn. Này, cho tôi thêm một phần cánh gà nướng Âu Lần. À, không, hai phần. Diệp Oản Oản dẫn theo bốn người bắt đầu, thất tinh vừa mới ngồi xuống, liền thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao nhàn nhã, tóc dài tới tận eo, trên đỉnh đầu tùy ý đội một chiếc mũ lưỡi chai. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần của một tuyệt sắc giai nhân. Cô em này thật là xinh đẹp nha, so với nữ thần trong lòng tôi còn đẹp mắt hơn. Bắt đầu nhìn chằm chằm người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt sáng lấp lánh. Hở. Nghe vậy, nam nhân mặt không cảm xúc, nhanh chân đi tới bên cạnh bắt đầu, gọi ai là cô ẩm đấy. Con bà nó, là đàn ông à, bắt đầu nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt này, mặt đầy mộng bức. Tại sao lại có thể có một người đàn ông, đẹp gái đến như vậy? Đứa nhỏ. Ngươi nhìn thật giống một con dế nhũi. Nam nhân lườm bắt đầu một cái. Ngươi nói cái gì, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Trong khi nói chuyện,
Bắc Đẩu Ý cười đầy mặt, nhất thời đứng dậy, nhìn chằm chằm anh ta. Sao, ngươi muốn chơi đùa một chút sao? Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy tà tứ, bàn tay phải nhanh đến tột độ, chớp mắt một cái đã thấy đè trên bả vai của Bắc Đẩu. Cơ hồ trong chốc lát, chỉ nghe, uịch, một tiếng. Bắc Đẩu vốn đang định đứng dậy, trong nháy mắt đầu gối cong lại dần, một lần nữa ngồi xuống, yên vị tại chỗ cũ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cô gái tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, cầm trong tay phần ăn dành cho gia đình, nhìn về phía đám người Bắc Đẩu và Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ áy náy. Đại thần, đi thôi, vợ anh cũng sắp sinh rồi, anh còn ở đây gây rắc rối. Cô gái nhìn người đàn ông nọ, vội vàng can ngăn. Sao, thật là vô vị mà. Nam nhân ngáp một cái, gặm chiếc đùi gà Âu Lần trong tay, đi theo sau lưng cô gái nọ, nhanh chân rời khỏi tiệm KFC. Con bà nó. Vào giờ phút này, sau khi thấy người đàn ông kia đã rời đi, mồ hôi lạnh trên trán Bắc Đẩu tuôn ra như suối. Sao vậy, thấy vậy, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu hỏi. Người đàn ông kia, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Bắc Đẩu lắc đầu một cái, đời này của tôi, còn chưa từng gặp qua người nào kinh khủng như vậy. Thời điểm năm đó khi tôi đối mặt với cẩu tạp trùng, đại khái cũng là loại cảm giác này. Sánh ngang với cẩu tạp trùng, đầu óc ngươi có vấn đề à? Tam trưởng lão liếc nhìn Bắc Đẩu một cái. Cẩu tạp trùng được cho là người mạnh nhất thế giới, không chỉ là hư danh đâu. Lừa các người làm gì? Nam nhân kia thật sự siêu cấp khủng bố. Mới vừa rồi hắn ta chụp lên người tôi một cái, tôi liền có cảm giác cả người đều như muốn vỡ tan vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy, chỉ cần hắn ta nguyện ý, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể giết chết tôi dễ như trở bàn tay. Không, một ngón tay là đã đủ rồi. Bắc Đẩu hít sâu một hơi. Nghe Bắc Đẩu nói vậy, Diệp Oản Oản và đại trưởng lão mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không mấy tin tưởng. Bắc Đẩu chém gió, nghe 10 câu tin được một là cao rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1720.